MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Thần Bất Tử tập 260. Nhìn bề ngoài, Diệp Trần trầm trọng tỉnh táo, bất động như núi. Kỳ thực nội tâm của hắn một hồi bối rối. Hắn mặc dù có thể ngụy trang tượng tổ, lại không có bất cứ trí nhớ gì. Cho nên, hắn hoàn toàn không biết mọi người nói sự kiện kia là vật gì. Nếu như những người này không nói còn chưa tính, phiền toái nhất là, nếu như bọn hắn lấy chuyện này tới hỏi thăm Diệp Trần, vậy thì thật là không xong. Hỏi gì cũng không biết, cử chỉ cổ quái, hai điểm này đồng thời xuất hiện, tuyệt đối sẽ để nhân tâm sinh hoài nghi. Trước tiên không cần quá mức kinh hoàng, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ không tới hỏi thăm ngươi. Bình tâm lên tiếng an ủi. Nhưng mà có lúc, thật là sợ cái gì liền đến cái gì. Bình tâm lời vừa mới nói xong, thì có một cái thân hình cao lớn hỗn độn nguyên tộc người đi tới. Toàn thân hắn giống như từ hòn đá xếp mà thành, một mảnh đen kịt, cao lớn nguy nga, liền đầu người cũng là lộ ra nham thạch hình dạng, bên trên có lại chỉ có một con mắt, không còn gì khác ngũ quan. Diệp Trần ngừng thở, vẫn như cũ duy trì không làm quản lý tài sản bộ dáng. Không biết tượng tổ đối với sự kiện kia có gì khẩn trương. Nham thạch hỗn độn nguyên tộc chủ động mở miệng. Thanh âm của hắn rất lớn, phảng phất nham thạch va chạm như vậy, lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Cơ hồ tất cả hỗn độn nguyên tộc đều hướng bên này trông lại, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, có chút còn tại âm thầm cười trộm, biểu lộ rất là thú vị. Nguy rồi! Thả Tâm Hòa Diệp Trần đồng thời nói một cái câu. Đương nhiên ở ngoài mặt, Diệp Trần vẫn không có bất kỳ cử động nào, càng không có mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy tượng tổ biểu lộ như vậy, nham thạch hỗn độn nguyên tộc trong mắt lóe lên vẻ không vui, tấm kia nham thạch khuôn mặt cũng hơi có chút lạnh ý, giọng nói trở nên giọng mỉa mai nói, tượng tổ không để ý tới, cái này cũng thuộc chuyện bình thường, dù sao đường đường hỗn độn nguyên tộc lại bị một cái không có danh tiếng gì nhân tộc tiểu quỷ khiến cho sức đầu mẻ chán, thật sự là có chút mất mặt. Đúng, ta nghe nói dưới quyền ngươi sáng tạo thế thần tộc cũng tử thương không thiếu, thậm chí còn hao tổn một vị gia chủ, thật là có đủ mất mặt. Nếu như ngươi vẫn là không có đầu mối, ta có lẽ có thể giúp một chút ngươi, dù sao dưới quyền ta sáng tạo thế thần tộc cũng không phải là một đám phế vật, dù là đối phương khắp thế giới chạy trốn, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn bắt giữ trở về, căn bản sẽ không hao phí nửa điểm tâm lực. Lời nói ra, nói xong. Không thiếu hỗn độn nguyên tộc đều phát ra tiếng cười khẽ. Cái này nham thạch hỗn độn nguyên tộc, chính là Hắc Nham Thánh Tôn, tính tình cổ quái, ưa thích nói móc người khác, nhất là cùng tượng tổ quan hệ cực kém. Dưới mắt hắn tìm được cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ thật tốt trào phúng một phen. Diệp Trần nghe xong Hắc Nham Thánh Tôn mà nói, trong lòng không chỉ có không giận, còn một hồi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vốn là cảm thấy cổ quái, vì cái gì chính mình mất tích 2 năm tả hữu, thân là hỗn độn nguyên tộc tượng tổ, thế mà lại một mực nhớ mong chính mình, thậm chí lần đầu tiên liền nhận ra chính mình, từ đó biểu hiện tức giận như thế cùng tràn ngập tham lam. Tham lam là bởi vì, tượng tổ nhìn thấy Diệp Trần có thể nhẹ nhõm thôn phệ hỗn độn chi khí, hy vọng muốn từ Diệp Trần trên thân, tìm được đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích thời cơ. Đến nỗi phẫn nộ. Rất rõ ràng, Diệp Trần chém giết thiên công Bắc Vọng sự tình, đã triệt để truyền vang mở ra. Những thứ này hỗn độn nguyên tộc cũng đối chuyện này, nhiều phiên nói móc chế giễu tại tượng tổ. Thân là hỗn độn nguyên tộc, tượng tổ tự xưng là cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy sinh linh, bây giờ lại bởi vì một cái nho nhỏ nhân tộc, đụng phải nhiều như vậy trào phúng cùng chỉ trích. Về tình về lý, hắn đương nhiên sẽ tràn ngập tức giận. Tóm lại, hắn đối với Diệp Trần ký ức vẫn còn mới mẻ, cơ hồ có thể nói là in vào thực chất ở bên trong. Còn may là chuyện này, nếu như là những thứ khác. Bình tâm thở dài một hơi, nói được nửa câu, liền vội vàng không nói, tránh khỏi thật như vậy tà môn, lại rước lấy một chút phiền toái chuyện. Mặt ngoài, Diệp Trần khống chế bộ mặt cơ bắp, làm ra một cái tức giận lại không thoải mái biểu lộ, mở to mắt chừng Hắc Nham Thánh Tôn một mắt, tiếp đó miệng trung lãnh hừ lạnh một tiếng. Làm xong những thứ này, hắn vội vàng đổi một cái góc, tiếp tục không làm bất luận cái gì để ý tới. Ha 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 ha. Hắc Nham Thánh Tôn nhìn thấy, tượng tổ, biểu lộ như vậy, trong lòng bỗng cảm giác một hồi thoải mái. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục đuổi đi lên. Hỗn độn nguyên tộc ở giữa, tuy có một chút ma sát nhỏ hòa tiểu tranh chấp, nhưng giữa lẫn nhau còn tính là hài hòa. Loại sự tình này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Chuyện này tiếp xúc, phiến khu vực này khôi phục rất nhanh thành hình ảnh mới vừa rồi, hỗn độn nguyên tộc một đống, hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả một đống,
giữa lẫn nhau một câu nửa câu trò chuyện với nhau, phân chia thành hai cái hết sức rõ ràng khu vực, giữa lẫn nhau đều không đi quấy nhiễu. Bọn hắn tựa hồ tuyệt không đối phó. Thấy thế, Bình Tâm có chút hiếu kỳ đạo, Diệp Trần dừng một chút, ngưng thanh đạo từ nhìn bề ngoài, tựa hồ phân chia thành hai cái khu vực, kỳ thực hẳn là phân chia thành ba cái khu vực, một cái khu vực là tình nguyện bình thản hỗn độn nguyên tộc, người thứ hai khu vực là muốn đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích hỗn độn nguyên tộc, cái thứ ba khu vực là hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả. Hỗn độn nguyên trong tộc, một nhóm người không cam lòng mình là hỗn độn ý chí diễn sinh ra tới sinh mệnh, một lòng muốn đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích, nắm giữ chân chính tính mạng thuộc về chính mình quý tích, một phần khác nhưng là tương phản, chỉ tìm kiếm có thể tuyên cổ vĩnh tồn. Đến nỗi hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, cái này hiển nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn một đường khổ tu đi lên, vì chính là đạp phá thiên mệnh, dũng trèo cao phong. Nhưng bởi vì lập trường quan hệ, hỗn độn nguyên tộc tự nhiên xem thường những thứ này hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả cũng không nguyện ý đến gần những thứ này vênh váo hống hách hỗn độn nguyên tộc. Dần dần, cả hai tự nhiên là sẽ như vậy trạng thái. Những chuyện này, Diệp Trần trước đây còn tại Thiên Bi Đại Thế Giới thời điểm, liền từng nhiều lần nghe nói. Nhưng chân chính thấy cảnh này, còn là lần đầu tiên. Sinh mệnh nguyên tổ xem như mênh mông trong hỗn độn thứ nhất sinh mệnh, hắn chuyện đương nhiên là tìm kiếm tuyên cổ vĩnh tồn một phương, hắn vừa chết, hỗn độn nguyên tộc nội bộ ắt sẽ có mâu thuẫn xung đột, cho nên mới sẽ rõ ràng như thế phân chia thành hai cái khu vực, thậm chí nói là hai cái phe phái. Dương Khôi hẳn là cũng biết điểm này, hắn chém giết sinh mệnh nguyên tổ, chẳng lẽ nơi này có chỗ quan hệ? Diệp Trần tại trong lòng nỉ non nói. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể hỗn độn ý chí mảnh vụn phát ra mãnh liệt cộng minh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, vội vàng thi triển ra vòng xoáy bí thuật, đem hỗn độn ý chí mảnh vụn cộng minh hoàn toàn thôn phệ, đồng thời giá đem chính mình ánh mắt nhìn phía ngay phía trước. Không chỉ là Diệp Trần, tại chỗ hữu nhân đô đem ánh mắt rời qua, gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Chỉ thấy nơi đó ra hiện liễu nhất đạo thân ảnh, chính là một xanh trung niên nam tử, người mặc xanh thẳm trường bào, thân thể hơi có vẻ phải gầy gò, ngũ quan giống như đao tước diều đục như vậy tràn đầy tuế nguyệt vết tích, một đôi tròng mắt đảo qua chỗ, phảng phất hư không đô bị hàn khí chỗ đóng băng, toàn bộ không gian lâm vào im lặng cứng ngắc. Bên trong, tới, Diệp Trần thoáng dừng lại hô hấp, giấu ở trong tay áo song quyền, không biết là bởi vì kích động, còn là bởi vì phẫn nộ, ẩn ẩn có chút run rẩy, căng lên. Người đến tự nhiên là Dương Khôi, hoặc giả thuyết là Hàn Tuyết Thánh Chủ. Hắn từ hư không mà đến, chậm rãi rơi xuống trước mặt mọi người, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang cười nhạt má lúm đồng tiền. Như tinh tế ngóng nhìn, lại có thể thấy được một nụ cười này bên trong, rõ ràng xen lẫn cư cao lâm hạ nhìn xuống, cho nhân nhất loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Dương Khôi đến, lập tức đưa tới không thiếu bạo động. Chỗ hữu nhân đô trước tiên đem ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Đoạn thời gian trước, Dương Khôi giết sinh mệnh nguyên tổ, chuyện này sớm đã truyền ra đi. Đám người cảm thấy sau khi kinh ngạc, cũng là thật sâu không hiểu. Cái trước là kinh ngạc vì cái gì Dương Khôi có thể chém giết sinh mệnh nguyên tổ. Cái sau là, vì cái gì Dương Khôi muốn đối sinh mệnh nguyên tổ ra tay. Chính là bởi vì hai cái này nghi hoặc, mọi người mới sẽ đến ở đây. Hết thảy đều là vì tìm kiếm đáp án. Diệp Trần tự nhưng cũng đem ánh mắt khóa chặt liễu Dương Khôi. Trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, tựa như muốn đem hắn triệt để xem thấu. Nhưng không bao lâu, Diệp Trần liền đem thu hồi ánh mắt lại, lông nhi mảnh không thể hơi nhíu một chút. Điều tra thất bại. Diệp Trần có chút bất đắc dĩ nói. Vừa rồi, hắn một bên lợi dụng vòng xoáy bí thuật hấp thu hỗn độn ý chí mảnh vụn cộng minh, tránh thân phận của mình bộc lộ ra đi. Một bên khác, hắn cũng tại điều tra Dương Khôi thể nội rốt cuộc có bao nhiêu mai hỗn độn ý chí mảnh vụn. Hỗn độn ý chí mảnh vụn tồn tại. Giống như là radar như vậy, có thể cảm ứng được phụ cận hỗn độn ý chí mảnh vụn. Số lượng càng nhiều, phóng xạ phạm vi cũng liền càng rộng, độ chính xác thì cũng càng cao. Diệp Trần người mang 40 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, khoảng cách ngắn như vậy bên trong, hoàn toàn có thể điều tra được Dương Khôi thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn số lượng. Kết quả hắn lại thất bại. Chẳng lẽ Dương Khôi có chỗ đề phòng? Còn là nói, hắn cũng nhớ ngươi một dạng. Dùng một loại nào đó biện pháp áp chế lại hỗn độn ý chí mảnh vụn cộng minh. Bình Tâm đưa ra hai cái thái độ. Diệp Trần lắc đầu, âm thanh hơi có vẻ phải ngưng trọng nói, bây giờ tin tức quá ít, xa không có cách nào làm ra phán đoán, tạm thời vẫn là lấy quan sát làm chủ, xem trước một chút hắn đến cùng vì cái gì tụ tập nhiều như vậy hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả. Diệp Trần cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể nhất cử đem Dương Khôi ấn chết, hắn trước chuyến này tới mục đích càng nhiều hay là muốn xem Dương Khôi đến cùng có tính toán gì không.
Lạch cạch. Trong ngôn ngữ, Dương Khôi đã tới trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn chậm rãi liếc nhìn liếc chung quanh, trong mắt vẻ kiêu ngạo mạnh hơn, đàm thanh đạo, nhường chư vị đợi lâu. Hàn Tuyết Thánh Chủ, chuyến này ngươi gọi chúng ta đến đây, rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Có việc nói thẳng liền có thể, không cần giả vờ giả vịt. Sinh mệnh nguyên tổ chuyện, ngươi có thể hay không giải thích một chút? Dương Khôi tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, liền có người mở miệng đặt câu hỏi. Vốn là một mảnh động lại không khí, bây giờ trở nên càng là cứng ngắc, ánh mắt mọi người đều rất có mục đích tính chất. Tất nhiên chư vị như thế không kịp chờ đợi, vậy ta liền nói thẳng a. Dương Khôi trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt, nói thẳng, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, chư vị đã là đứng ở đứng đầu nhất một nhóm người, ta có một sự kiện ý đang cùng các ngươi hợp tác, thế nhưng các ngươi bế quan thì bế quan, tiềm tu, thật sự là khó mà. Tề tự, cho nên ta liền giết sinh mệnh nguyên tổ, sau đó lại tổ chức lần này đại hội, đã như thế, các ngươi tất nhiên sẽ đến đây. Nói xong, chỗ hữu nhân đô sửng sốt một chút. Bao quát Diệp Trần. Dương Khôi sở dĩ giết sinh mệnh nguyên tổ, chỉ là vì bảo đảm đám người có thể có mặt cái này đại hội. Lý do này có phần cũng quá đơn giản. Nghe vào, thậm chí có điểm, như trò đùa của trẻ con. Lời này của ngươi quả thật. Một cái hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả nhìn không được hỏi một câu. Tự nhiên quả thật, Dương Khôi nhếch miệng cười nói, sinh mệnh nguyên tổ tồn tại, tại trong lòng các ngươi địa vị siêu nhiên, hắn vừa chết, các ngươi tất nhiên sẽ chấn kinh, trong lòng còn sẽ có rất nhiều nghi hoặc. Lúc này ta đột nhiên tổ chức một cái đại hội, các ngươi tất nhiên sẽ tới liên hệ với nhau, chỗ. Lấy sẽ toàn bộ đến đây. Sự thật chứng minh, ta quyết sách là chính xác, các ngươi không chỉ có tới, còn sớm đến, thật sự là thú vị. Nói xong lời cuối cùng, Dương Khôi cười lên ha hả. Riêng lớn một mảnh hỗn độn nguyên địa, tất cả đều là của hắn tiếng cười. Nhưng mà, những người khác lại không cười nổi âm thanh. Bọn hắn cảm giác mình bị tính kế. Cũng không thể nói là tính toán. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu. Thật giống như một cái có chút đồ trọng yếu, trong lúc bất chợt bị người phá hủy, đang lúc tất cả mọi người chạy tới thời điểm, phá hủy giả lại nói, các ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút, cho nên mới đem thứ này phá hủy. Dương Khôi tư thái cùng ngôn ngữ, để cho người ta phát ra từ nội tâm cảm thấy ác tâm. Thậm chí dần dần trở nên càng chán ghét. Vậy ngươi gọi chúng ta tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Gặp bầu không khí càng ngày càng không thích hợp, Diệp Trần chủ động mở miệng hỏi một cái câu. Hắn chỉ sợ tại dạng này rông dài, toàn bộ cục diện sẽ càng thêm lúng túng cứng ngắc, cuối cùng không chắc còn có thể xuất hiện cái gì tranh chấp. Quả nhiên, Diệp Trần mà nói âm nhất rơi, đám người lại lần nữa hướng Dương Khôi nhìn lại. Trong lòng mặc dù tràn đầy khó chịu, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc cùng tò mò, thoáng chế trụ trong lòng tức giận. Dương Khôi lườm tượng tổ một mắt, lại không có nhìn thấu ngụy trang. Âm thanh bình thản nói, ta chán ghét tuyên cổ vĩnh tồn sinh hoạt, muốn đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình quý tích, thậm chí còn nghĩ tới cùng hỗn độn ý chí một trận chiến, siêu thoát vạn. Chuyện vạn vật chi quy luật. Lời ấy rơi xuống đất, đám người biểu lộ vô hỉ vô bi. Bọn hắn đã sớm biết, đây là Hàn Tuyết Thánh Chủ đối đãi hỗn độn ý chí thái độ, bây giờ chỉ là một lần nữa nghe hắn nói một lần mà thôi. Chỉ là, Dương Khôi phía sau một câu nói, đưa tới vô số người kinh ngạc ánh mắt. Nhưng thấy thanh âm hắn chân thành nói, ta biết được một chỗ, trong đó nắm giữ đánh vỡ sinh mệnh gông cùng xiềng xích thời cơ, chỉ dựa vào ta một nhân chi lực, còn lâu mới có thể đem hắn nắm trong tay, cho nên, ta gọi các ngươi đến đây, là muốn cùng các ngươi liên thủ, cùng nhau đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích. Thoát khỏi hỗn độn ý chí thao túng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nắm giữ giống nhau ý nghĩ người. Trên mặt bạo dũng ra cuồng hỉ cùng rung động, hô hấp cũng bởi vậy trở nên càng ngưng trọng. Ngược lại, những người còn lại nhưng là nhíu chặt lông mày. Hai loại ý nghĩ không thể nói là đối lập, nhưng giữa lẫn nhau cũng sẽ không quá hữu hảo. Đã như vậy, ta đối với chuyện về sau không có hứng thú chút nào, vậy thì tạm thi hành cáo lui. Một đạo tiếng oanh minh âm vang lên. Người lên tiếng, bỗng nhiên chính là Hắc Nham Thánh Tôn. Hắn thuộc về mặt khác một đám người. Chưa bao giờ nghĩ tới đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, cùng với đối kháng hỗn độn ý chí. Bởi vậy, hắn mở miệng nói muốn ly khai, cũng thuộc về chuyện bình thường. Sau khi nói xong, Hắc Nham Thánh Tôn bỗng nhiên hơi vung tay, liền muốn phá không ly khai nơi này. Chậm, Dương Khôi nhưng là một tiếng cản lại Hắc Nham Thánh Tôn, trên mặt cười tủm tỉm nói, chuyện này ta có cực lớn chắc chắn, một khi được chuyện, chắc chắn chỗ tốt cực lớn, còn xin Hắc Nham Thánh Tôn liên tục cân nhắc một phen, nếu không... Ta rất có thể sẽ đối ngươi đột nhiên rời sân,
bày tỏ. Hiện phải càng nổi nóng, thậm chí là cực kỳ phẫn nộ. Đến lúc đó, ta cũng không xác định ta sẽ làm ra cử động gì. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hắc Nham Thánh Tôn trầm xuống con mắt, ngữ khí lộ ra băng lãnh hàn ý. Khoảnh khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét chi địa run lẩy bẩy, hỗn độn chi khí bao phủ, giống như từng cây màu đen địa thứ, trải rộng vào hư không các nơi. Phảng phất chỉ cần Hắc Nham Thánh Tôn ra lệnh một tiếng, những thứ này màu đen địa thứ liền sẽ thẳng hướng Dương Khôi. Cùng lúc đó, đám người cũng sắp ánh mắt khóa chặt tại Dương Khôi hòa Hắc Nham Thánh Tôn trên thân, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ý vị thâm trường, tuyệt đại đa số đều bảo trì trung lập, căn bản không có ra tay hoặc đứng bên ý tứ. Trong mắt bọn hắn, ước gì Dương Khôi cùng những người khác bộc phát xung đột. Đã như thế, bọn hắn liền có thể nhờ vào đó canh chừng Dương Khôi, sau khi nhìn giả đến cùng có thủ đoạn gì, có thể chém giết sinh mệnh nguyên tổ. Đương nhiên, trong này cũng bao quát Liễu Diệp Trần. Không giống với mọi người đứng ngoài cuộc, hắn lặng yên không tiếng động tản mát ra hỗn độn khí hơi thở, dung nhập hư không các nơi, thời thời khắc khắc tập trung vào Dương Khôi. Đây không phải uy hiếp. Đối mặt Hắc Nham Thánh Tôn chất vấn, Dương Khôi khẽ lắc đầu. Hắc Nham Thánh Tôn khóe miệng một phát, vừa mới chuẩn bị muốn tiếp tục rời đi, nghe Dương Khôi lại nói đây là thiện ý nhắc nhở. Lạch cạch, Hắc Nham Thánh Tôn trên trán bạo khởi một cây gân xanh. Hắn cảm giác mình bị Dương Khôi đùa bỡn, một cỗ rào rạt lửa giận từ lồng ngực bộc phát ra, đem một mảnh hư không quấy đến hỗn loạn. Ta nhìn ngươi là muốn tự tìm cái chết. Hắc Nham Thánh Tôn hét lớn. Trải rộng hư không màu đen địa thứ đánh tới, giống như màu đen lưu quang như vậy, lập tức liền bao trùm Dương Khôi. Hiu 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 vù vù. Màu đen địa thứ xé rách trường không, gai nhọn ngưng tụ chi địa, càng là biến thành một mảnh chân không địa mang. Bên trong hỗn độn chi khí đều bị ngạnh sinh sinh vỡ ra, biến thành một mảnh hư vô. Không tự lừa. Hắc Nham Thánh Tôn trong miệng nhô ra khinh thường tiếng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy bị hãm hại sắc địa thứ xuyên thấu chân không địa mang, chậm rãi lộ ra một tay nắm. Đó là một cái bị hàn băng bao trùm tay trưởng, không lớn, rất thô ráp, liền như vậy xuất hiện ở Hắc Nham Thánh Tôn trước mắt, không thấy màu đen địa thứ, cũng không xem không gian, thẳng tắp đắp lên Hắc Nham Thánh Tôn đầu người phía trên. Đem hắn cả người đều trong nháy mắt. Hóa thành óng ánh băng điêu. Ta đều đã nhắc nhở qua ngươi, nhất định phải gây chuyện với ta, cái này ta muốn tha cho ngươi một cái mạng cũng là không làm được. Thuộc về Dương Khôi âm u lạnh lẽo âm thanh truyền đến. Trong tầm mắt, che lại Hắc Nham Thánh Tôn tay trưởng tiếp tục hạ thấp xuống đi, sắp tối Nham Thánh Tôn đè lên trên mặt đất, sau đó tiếp tục ép xuống, mãi đến băng điêu bắt đầu tràn ngập ra vô số vết rách, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, biến thành đầy trời vụn băng, chiếu xuống hỗn độn. Nguyên địa các ngõ ngách cũng liền tại băng điêu tan vỡ một cái chớp mắt, thuộc về Hắc Nham Thánh Tôn khí tức biến mất, triệt triệt để biến mất ở mọi người trong cảm giác, cũng không còn lưu lại một tia. Hắc Nham Thánh Tôn vẫn lạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật nhanh, liền cứ như vậy ngược sát một cái tôn hỗn độn nguyên tộc. Mọi người tại đây đều nhìn ngây người. Đó cũng không phải nói hỗn độn nguyên tộc không cách nào chiến thắng, mà là rất khó giết chết. Phàm là có thể đứng ở này cấp độ người, trong tay đều nắm giữ lấy rất nhiều thủ đoạn thần thông, vô luận là sát phạt, vẫn là bỏ trốn mất dạng, cũng có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Lại thêm đây là hỗn độn nguyên địa, trải rộng hỗn độn khí hơi thở, càng là dễ dàng thi triển thần thông. Nhưng mà, Dương Khôi tùy tiện vừa ra tay, liền giết Hắc Nham Thánh Tôn. Thủ đoạn còn cổ quái như vậy. Cái cũng khó trách đám người cảm thấy kinh ngạc. Thấy rõ sao? Bình tâm thanh âm. Tại Diệp Trần trong đầu vang lên. Nàng hỏi, tự nhiên là Dương Khôi thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn. Vừa rồi Dương Khôi ra tay rồi, Diệp Trần lại toàn trình tập trung vào hắn. Dựa theo tình huống bình thường, Diệp Trần chắc có thu hoạch. Chỉ có một cái chớp mắt, không xác định phải chăng thấy rõ. Diệp Trần có chút thở dài nói, phỏng đoán cẩn thận, Dương Khôi thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn, hẳn là theo ta không kém là bao nhiêu. Vậy ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng hắn? Bình tâm lại hỏi. Trong ngôn ngữ, bình tâm giọng của nhiều hơn một tia ngưng trọng. Vốn là nàng cảm thấy, Diệp Trần người mang 40 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, dù là không thể nghiền ép Dương Khôi, tối thiểu nhất cũng có thể làm đến áp chế, thậm chí là đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Dưới mắt, Dương Khôi thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn số lượng, cũng không so Diệp Trần thiếu. Cái này khiến bình tâm cảm thấy áp lực. Khó mà nói, Diệp Trần không thì ra phụ. Lý trí đạo chỉ là luận hỗn độn ý chí mảnh vụn, ta theo hắn không kém là bao nhiêu, phương diện này chênh lệch không lớn, ta nắm giữ rất nhiều bí thuật,
còn ngưng tụ ra vòng xoáy bí thuật bản nguyên. Thế nhưng là, Dương Khôi mới vừa ra tay, rõ ràng cũng là một loại bí thuật, ta cũng không có thể một mắt xem thấu. Phỏng đoán cẩn thận, hắn hẳn là cũng có những thứ khác áp đáy hòm sát chiêu. Tại Diệp Trần Hòa Ninh Tâm trò chuyện thời điểm, hỗn độn nguyên địa bên trong một chúng cường giả, từ đầu đến cuối đều đem ánh mắt tập trung vào Dương Khôi. Mọi người ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Thiếu một tí hiếu kỳ, nhiều một chút kiêng kỵ, không hẹn mà cùng hiện lên lòng đề phòng, không giống ngay từ đầu như vậy tùy ý nhẹ nhõm. Vô luận là hỗn độn nguyên tộc, vẫn là hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, giữa lẫn nhau tuy có mâu thuẫn, nhưng rất ít đánh nhau chết sống. Đó cũng không phải nói cừu hận của bọn họ không đủ sâu, mà là rất khó giết chết đối phương, một tới hai đi như vậy tranh đấu, bây giờ không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng bây giờ, cây cân bị đánh vỡ. Dương Khôi hiện ra thủ đoạn, rõ ràng để cho tại chỗ đám người cảm thấy uy hiếp. Nhất là những cái kia cùng Hắc Nham Thánh Tôn một dạng, cũng không muốn phản kháng hỗn độn ý chí hỗn độn nguyên tộc người, thần sắc càng là ngưng trọng xuống, ánh mắt lẫn nhau liếc nhìn, dường như đang âm thầm trao đổi. Chuyện phát sinh mới vừa rồi, ta vô cùng xin lỗi. Dương Khôi đón nhận ánh mắt của mọi người, khóe miệng vẫn là mang theo lúm đồng tiền, nhưng lại có mấy phần điên cuồng, muốn trách thì trách hắn không ấn chiếu ta nói đi làm, nhất định phải theo ta đối nghịch, bằng không ta cũng sẽ không hung ác hạ sát thủ, dù sao ta lần này đến đây, thật là muốn theo các ngươi hợp tác, cùng nhau đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, bình yên vô sự vượt qua luân hồi, đi tới thế giới hoàn toàn mới. Ngươi đã là tới tìm kiếm hợp tác, vậy chúng ta thì có quyền lợi cự tuyệt. Một thanh âm vang lên. Nói chuyện là một cái vóc người cao lớn hỗn độn nguyên tộc, hắn thân thể như cây, quanh thân tràn ngập cái này cổ lão du dương khí tức. Người này thoại âm rơi xuống, chung quanh lập tức có mấy người đứng ra. Rõ ràng, bọn hắn đều cùng Hắc Nham Thánh Tôn một dạng, đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng, có Hắc Nham Thánh Tôn tiền lệ, bọn hắn cố hết sức khống chế tâm tình của mình, phải nghe thật sự giống một hồi hợp tác trò chuyện. Nhưng mà, Dương Khôi tiếp xuống trả lời, làm cho những này mặt người bàng một quất. Chỉ thấy Dương Khôi tuét miệng nói, các ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Hoặc là liền cùng ta hợp tác, hoặc là liền cùng Hắc Nham Thánh Tôn một dạng, biến thành đầy trời vụn băng, cứ vậy rời đi thế giới này. Lúc nói chuyện, Dương Khôi đầu tiên là nhìn về phía mấy người kia, tiếp đó ánh mắt Nazi, cuối cùng tại mỗi người trên thân quét qua. Phảng phất tại nói, ta đây câu nói cũng không phải nhằm vào mấy người kia, mà là nhằm vào toàn trường. Các ngươi hoặc là hợp tác, hoặc là chết. Tràng diện lập tức lâm vào trong tĩnh mịch. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Dương Khôi. Nếu như nói Dương Khôi trước đây ngôn hành cử chỉ, hơi có chút hứa bá đạo. Như vậy bây giờ, bá đạo hai chữ đã không đủ để hình dung hắn. Hẳn là ngang ngược, chuyên chế. Theo như lời ngươi nói, ngươi thật chuẩn bị giết hết thầy không phối hợp người. Ta rất kinh ngạc thực lực của ngươi, nhưng so sánh với việc này, ta kinh ngạc hơn ngươi khẩu khí, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy mình có thể lấy một địch nhiều. Giết một cái Hắc Nham Thánh Tôn mà thôi, ngươi thật sự coi chính mình vô địch khắp thiên hạ. Một đám phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc nhao nhao mở miệng. Dương Khôi mà nói, đã chọc giận bọn hắn. Vốn là có một chút người còn đang do dự, bây giờ triệt để đối với Dương Khôi ném lấy lạnh ý. Hàn Tuyết Thánh Chủ, lời nói của ngươi cử chỉ có chút quá. Chuyện này hẳn là từ dài thương nghị. Đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích cố nhiên tốt, nhưng nếu là bị người khác chắc chắn tại trong lòng bàn tay, cái kia ngược lại là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Một chút phái cấp tiến hỗn độn nguyên tộc, cùng với hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, cũng ném lấy tức giận ánh mắt. Đối bọn hắn mà nói, sở dĩ muốn đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, chính là vì phòng kháng hỗn độn ý chí, thoát khỏi chính mình đã hình thành thì không thay đổi số mệnh, ủng hữu tự mấy sinh mệnh quy tích. Nhưng rõ ràng, Dương Khôi cử chỉ quá mức. Đến mức để bọn hắn, đều biểu hiện ra mãnh liệt chán ghét chi ý. Cảm nhận được mọi người chán ghét cùng tức giận, Dương Khôi trên mặt không thấy sợ hãi, vẫn như cũ mang theo cười nhạt má lúm đồng tiền, phải nói ta cũng nói rồi, nên làm ta cũng đã làm, ta có thể cho các ngươi một chút thời gian suy nghĩ một chút, chuyện này đối với ngươi ta trăm lợi mà không có một hại. Chấm ngoặc kép. Nói xong, Dương Khôi thân hình lóe lên, cứ thế biến mất tại chỗ. Đám người thấy thế, trên mặt buồn bực sắc mạnh hơn. Dương Khôi làm như vậy có ý tứ gì? Thình lình đưa ra một cái hợp tác, thình lình giết một người, thình lình đối với tất cả mọi người phát ra uy hiếp, cuối cùng lại thình lình bỏ lại một câu lời nói, tiếp đó liền lách mình rời đi. Hắn đem đám người xem như cái gì? Người này quả thật cuồng vọng. Nếu để cho hắn dạng này làm bừa làm càn rỡ,
Đoán chừng toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều sẽ bởi vậy lâm vào hỗn loạn. Không bằng hợp nhau tấn công, đem hắn. Ánh mắt mọi người lấp lóe, trong mắt suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá, đàm luận về thảo luận, đám người ngược lại là không gấp rời đi. Đó cũng không phải nói bọn hắn thật sự e ngại Liễu Dương Khôi. Chính xác, Dương Khôi bày ra thực lực cực kỳ cường hoành, rõ ràng muốn siêu việt tại chỗ Nhâm Hà nhất người, nhưng mà bọn hắn cảm thấy, chính mình mặc dù không địch lại, ngược lại bình yên vô sự thoát thân, còn có thể dễ dàng làm được. Đến nỗi Hắc Nham Thánh Tôn chết, càng nhiều hơn chính là bởi vì sơ suất. Huống chi, bọn hắn nhân số đông đảo, nếu quả như thật muốn bộc phát tử chiến, hưu chết vào tay ai còn chưa nói được đâu. Còn nữa, Dương Khôi nói tới đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, cũng làm cho một đám người ngầm sinh hướng tới chi ý. Bọn hắn khát vọng thoát khỏi hỗn độn ý chí, lại trở ngại không có chút nào phương pháp, bây giờ Dương Khôi đột nhiên đề ra cái thuyết pháp này, nói không tâm động là không thể nào. Nhất là những cái kia hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả. Bọn hắn cùng nhau đi tới, đạp qua vô số long đong cùng bụi gai, trong lòng tràn đầy mạo hiểm chi niệm. Nếu như thật sự có cơ hội, đi một lần lại có làm sao? Trong lúc suy tư, nguyên bản có vẻ hơi tạp nhạp hỗn độn nguyên địa, dần dần trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đám người hoặc là thấp giọng thảo luận, hoặc là âm thầm suy tư, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Liền ngay cả những thứ kia kêu đánh kêu giết phái bảo thủ, bây giờ cũng là bình tĩnh lông mày, không biết ở trong lòng suy tư điều gì. Xó xỉnh chỗ. Diệp Trần mặt ngoài tại suy nghĩ, kỳ thực đang âm thầm quan sát lấy toàn bộ cục diện. Trong lúc đó, cũng không ít người tìm hắn nghị luận, cuối cùng đều bị hắn uyển cự. Không phải nói Diệp Trần không muốn thảo luận, mà là hắn không có cách nào thảo luận. Vẫn là câu nói kia, nói lỗi nhiều nhiều. Không nói lời nào chuẩn không sai. Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Diệp Trần đột nhiên nói một cái câu. Chỉ giáo cho, Bình Tâm lập tức nói tiếp. Ngươi có phát hiện hay không, theo thời gian trôi qua, đám người kia thái độ càng hòa hoãn, thậm chí còn có không ít người biểu thị muốn cùng Dương Khôi hợp tác, ở trong đó lại còn có 2-3 cái phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc. Càng quỷ dị hơn là, mấy cái kia phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc, chính là ngay từ đầu gào to nhất mấy cái kia. Bình Tâm theo Diệp Trần ánh mắt nhìn lại, lập tức khóa chặt lại mấy cái kia phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc. Quả nhiên, trong mắt bọn họ lãnh ý đã tán đi, lông mi trầm xuống, hô hấp ngưng trọng, đã chính thức suy xét phải chăng muốn đồng ý cùng Dương Khôi hợp tác. Cùng một thời khắc, Bình Tâm còn chú ý tới, không chỉ là mấy cái này phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc, càng lai việt nhiều phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc cũng là trở nên như thế. Đến nỗi những cái kia phái cấp tiến hỗn độn nguyên tộc càng là không cần nhiều lời, cảm xúc thậm chí có chút tăng vọt. Cả một cái bẫy mặt, từ lúc đầu Dương cung bạt kiếm, dần dần trở nên hòa hoãn. Thậm chí còn có điểm hữu hảo hợp tác hương vị. Những người này cũng là cỏ đầu tường, nói thế nào biến liền trở nên, Bình Tâm có chút giờ khóc giờ cười nói. Nhưng mà, Diệp Trần lại lắc đầu. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng lại, lặng yên không tiếng động vận chuyển một chút vòng xoáy bí thuật. Ông một tiếng. Một tia hỗn độn khí hơi thở bị Diệp Trần nuốt vào thể nội. Nhưng, Diệp Trần không có trước tiên luyện hóa, đem ánh mắt gắt gao ngóng nhìn đi qua, biểu lộ đã phát trầm trọng. Thế nào? Bình Tâm đối với Diệp Trần thao tác không hiểu ra sao, nhìn không được trực tiếp hỏi. Cái này một tia hỗn độn chi khí có vấn đề. Diệp Trần tâm niệm vi động, lập tức đem cái này một tia hỗn độn chi khí thả ra ngoài. Toàn bộ quá trình phát sinh ở một lúc sau. Người ở bên ngoài xem ra, Diệp Trần chỉ là hoàn thành cơ bản nhất thu nạp phun ra nuốt vào, hoàn toàn không có động tác khác. Đến nỗi vòng xoáy bí thuật, càng là liền một tia khí tức đều không thể phát giác được. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục bảo chỉ ngồi xếp bằng minh tưởng động tác, trong lòng nhưng là cùng Bình Tâm giải thích nói, cái này một tia hỗn độn chi khí bên trong, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, một khi thu nạp phun ra nuốt vào, liền sẽ lẻn vào linh hồn chỗ sâu nhất. Nó không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng lại có chút tương tự với mê hoặc, cuối cùng sẽ xuất hiện một cái thanh âm mờ mịt hư vô, một chút ảnh hưởng quyết đoán của ngươi, để cho ngươi đối với đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích sinh ra chấp niệm. Hơn nữa không ngừng gia tăng, từ đó tạo thành ảnh hưởng to lớn. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Bình Tâm biểu lộ hơi có vẻ phải đặc sắc. Mê hoặc vật này, nàng đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Chỉ là một số người cũng là hỗn độn nguyên tộc, hoặc hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, muốn mê hoặc bọn hắn, cái này nói dễ vậy sao? Loại lực lượng này, có chút tương tự với thuần trắng ngọc thạch vặn vẹo điên cuồng chi cảnh. Diệp Trần đột nhiên bổ sung một câu. Trong khoảnh khắc, Bình Tâm lập tức thu hồi mới vừa không tin cùng hoài nghi. Phải biết,
thuần trắng ngọc thạch nội bộ ẩn chứa vặn vẹo điên cuồng chi cảnh, một trận liền muốn đồng hóa Diệp Trần linh hồn. Diệp Trần chính là luân hồi võ giả. Luận cấp độ sống, còn cao hơn tại hỗn độn nguyên tộc. Nếu như liền hắn đều suýt chút nữa bị đồng hóa, vậy liền chứng minh đủ để ảnh hưởng đến hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả. Như loại này xen lẫn mê hoặc lực lượng hỗn độn khí hơi thở, số lượng bao nhiêu? Bình Tâm lập tức vấn đạo, Diệp Trần dừng một chút, ngưng thanh đạo, số lượng quá nhiều, không cách nào định lượng, nếu quả thật muốn hình dung, như vậy. Toàn bộ hỗn độn nguyên địa hỗn độn chi khí, tựa hồ cũng ẩn chứa loại lực lượng này. Diệp Trần người mang 40 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, hơn nữa thôn phệ số lớn hỗn độn khí hơi thở. Trừ ngoài ra, hắn còn nhiều lần tiếp xúc viên kia thuần bạch sắc ngọc thạch. Cho nên, Diệp Trần đối với hỗn độn cảm ngộ, đã đạt đến một cái cực cao hoàn cảnh. Tất nhiên hắn làm ra như vậy phán đoán, đó hơn phân nửa là 8, 9 phần 10. Nói cách khác, toàn bộ hỗn độn nguyên địa đều tràn đầy vẻ này mê hoặc sức mạnh. Chỗ hữu nhân đô không thể may mắn thoát khỏi. Dương Khôi nói qua, hắn sở dĩ giết chết sinh mệnh nguyên tổ, vì chính là triệu tập tất cả mọi người. Mà hắn đem triệu tập địa thiết lập ở đây lại tràn ngập mê hoặc sức mạnh. Bình Tâm càng nghĩ càng kinh hãi. Cuối cùng, nàng ngưng mắt nhìn xem Diệp Trần, trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn mục đích cuối cùng nhất, chính là vì mê hoặc những thứ này hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, từ đó để bọn hắn tán thành cùng hắn hợp tác, cùng nhau đánh vỡ cái gì sinh mệnh gông cùng xiềng xích. Lời này vừa nói xong, Bình Tâm lại lắc đầu, không có lý do a, lấy trước mắt hắn thực lực, hoàn toàn có thể ngược sát những người trước mắt này, căn bản vốn không cần những người này làm cái gì. Vì cái gì hắn còn lớn hơn phí chắc trở làm ra những sự tình này, chẳng lẽ là đơn thuần vì ác thú vị, nghi hoặc, sâu đậm nghi hoặc. Bình Tâm hoàn toàn xem không hiểu Dương Khôi mục đích cuối cùng nhất. Còn có, tất nhiên Diệp Trần mới vừa nói, cô này mê hoặc sức mạnh rất có thể là đến từ thuần trắng ngọc thạch điên cuồng xoay khúc chi cảnh, vậy có phải hay không chứng minh, Dương Khôi cũng từng đi tới qua cái kia phiến hoang vu không gian, hơn nữa xâm nhập đến rồi màu đen sơn phong chỗ sâu nhất. Cùng thuần trắng ngọc thạch phát sinh qua tiếp xúc. Bằng không mà nói, hắn tại sao lại nắm giữ loại lực lượng này? Những sự tình này rất phức tạp, tối thiểu nhất bây giờ còn nhìn không ra manh mối gì. Diệp Trần giã là dày đặc phun ra một ngụm chọc khí. Hắn cũng nghĩ đến, Bình Tâm nghĩ tới những thứ này nghi hoặc. Cái gì giả, Diệp Trần còn nghĩ tới càng nhiều. Tỷ như nói, Dương Khôi cái gọi là đánh vỡ sinh mệnh gông cùng xiềng xích, rốt cuộc là ý gì? Hắn cũng không phải là hỗn độn ý chí dựng dục ra tới sinh mệnh, chỉ là hỗn độn ý chí một phần nhỏ. Đối với hắn mà nói, lớn nhất hạn chế, đơn giản chính là hỗn độn đại phá diệt đi tới thời điểm, thiên đường văn minh sẽ hàng lâm xuống, đối với hắn áp dụng đại thanh tẩy. Từ trình độ nào đó tới nói, Dương Khôi cùng Diệp Trần nhất dạng, mục đích cuối cùng nhất, cũng là vì vượt qua hỗn độn đại luân hồi, hơn nữa tránh né thiên đường văn minh vây bắt truy sát. Đến nỗi nói phản sát thiên đường văn minh, điểm này không cần nghĩ. Bởi vì tuyệt đối không có khả năng. Tạm thời án binh bất động a. Diệp Trần suy tư rất lâu, cuối cùng nói, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng đang mưu đồ cái gì, sau đó mới ra tay cũng không muộn. Giảng thật, Diệp Trần bây giờ không có tất thắng Dương Khôi lòng tin. Cái sau biểu hiện ra thủ đoạn cùng ý đồ, quả thực là quá mức mơ hồ. Tình huống như vậy phía dưới, vẫn là lấy quan sát làm chủ, nhìn sau đó có thể hay không tìm được thích hợp cơ hội ra tay. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Đối với hỗn độn nguyên địa đám người mà nói, 3 ngày này trôi qua rất nhanh. Tại vô cùng vô tận mê hoặc lực lượng ăn mòn, càng lai việt nhiều người cải biến trong tim mình suy nghĩ, cảm xúc cũng biến thành dị thường bình thản. Bây giờ cơ hồ nghe không được phản đối thanh âm, tối đa cũng chính là 1-2 câu chửi bậy thôi. Đến nỗi Diệp Trần, hắn đã quyết định quan sát làm chủ, cho nên một mực duy trì bình tĩnh. Vì có thể che giấu tai mắt người, hắn cũng giả vờ mình bị vẻ này mê hoặc sức mạnh ảnh hưởng, trong miệng thỉnh thoảng nói ra vài câu chửi bậy tiếng nói, cuối cùng lại đồng ý cùng Dương Khôi hợp tác. Tại trong lúc này, Diệp Trần giã nếm thử tiếp xúc mê hoặc sức mạnh, nhìn có thể đều đưa hắn triệt để xuyên thủng. Thế nhưng, hắn thất bại. Cỗ lực lượng này vô cùng mơ hồ, mờ mịt vô tung, cơ hồ một đặt vào thể nội, thì sẽ tiêu tán không còn một mống. Vì thế chính là, Diệp Trần có thể thông qua vòng xoáy bí thuật thôn phệ chi lực, đem cỗ này mê hoặc sức mạnh triệt để thôn phệ hết, bởi vậy cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Một ngày này, một mảnh an hòa hỗn độn nguyên địa chi nội, đột ngột hiện ra một đạo xanh thẳm thân ảnh. Người đến tự nhiên là Dương Khôi, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo cười nhạt, đứng ở hư không,
Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống đám người, Đàm Thanh đạo, chư vị, các ngươi suy tính được như thế nào, phải chăng muốn cùng ta hợp tác, cùng nhau đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, ôm mới tinh sinh mệnh, nắm giữ thuộc về mình. Quỹ đạo vận mệnh, cùng phía trước khác biệt. Lời này vừa rơi xuống, đám người biểu lộ rất là bình tĩnh. Những cái kia phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc, cũng không có lên tiếng phản đối, chỉ là lạnh lùng quét Liễu Dương Khôi một mắt, giống như thỏa hiệp như vậy, nhỏ không thể nghe được gật đầu một cái. Cái này một mê hoặc sức mạnh, cũng không thể trực tiếp xuyên tạc đối phương ký ức hòa ý chí. Nó càng giống là một loại dẫn đạo chi vật, không ngừng quanh quẩn tại bên tai của ngươi, trong đầu, thậm chí là sâu trong linh hồn, để cho ngươi chậm rãi tiếp nhận một cái sự vật, một tin tức, thậm chí là một cái quyết định. Cho nên, những thứ này phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc chỉ là thoáng đồng ý, không có giống phía trước như thế như vậy chán ghét. Đến nỗi những cái kia phái cấp tiến. Bọn hắn vốn là muốn đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, tại này cổ mê hoặc lực lượng ảnh hưởng dưới, ý nghĩ thế này đương nhiên là càng thêm khắc sâu, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào gật đầu một cái. Rất tốt. Dương Khôi khóe miệng hiện lên một vòng đường cong, bàn tay hướng về phía trước huy động, trong hư không lập tức trả giá một chiếc tạo hình hùng vĩ ngân sắc phi thuyền. Chiếc này phi thuyền cực kỳ to lớn, giống như một hòn đảo lơ lửng tại thiên khung ở giữa, bong thuyền có rất nhiều đình viện, thậm chí còn có một tòa tạo hình hoa lệ hành cung. Vậy thì xin chư vị leo lên phi thuyền, theo ta cùng nhau đi tới cái chỗ kia. Dương Khôi lại là vung tay lên. Trên thuyền bay, từng sợi hào quang thóng xuống, nhu hòa bao quanh tại chỗ Nhâm Hà nhất người, hơn nữa đem bọn hắn hộ tống đến trên bong thuyền. Ta biết chư vị trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ giải thích rất là phiền phức, còn xin chư vị an tâm chớ vội. Không đợi đám người mở miệng, Dương Khôi trước tiên đạo, ta đã vì chư vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, các ngươi đều có thể nghỉ ngơi một chút. Chờ tới mục đích, ta sẽ trước tiên thông chi chư vị. Nghe vậy, đám người nhỏ không thể nghe được gật đầu một cái, riêng phần mình phân tán ra, đi tới chỗ ở của mình. Đối với bọn hắn những này sống lâu đời năm tháng lão yêu quái mà nói, thời gian trôi qua, sớm đã lộ ra không phải trọng yếu như thế. Ngược lại hết thầy có Dương Khôi tại thu xếp, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Liền phi thuyền đều chuẩn bị xong, xem ra gia hỏa này đã sớm tính toán tốt mỗi một bước. Diệp Trần Tài trong lòng nỉ non một cái câu. Sau đó, hắn chui vào trong đám người, lấy một loại cực kỳ không xuất hiện nói tư thái, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Tượng tổ, xin dừng bước. Đột nhiên ở giữa, sau lưng truyền đến Liễu Nhất Đạo âm thanh. Vừa nghe đến thanh âm này, Diệp Trần cả người cảm giác lông tơ dựng thẳng, trái tim lập tức nhảy lên đến kịch liệt. Không chỉ có là hắn, liền linh hồn không gian chỗ sâu bình tâm, cũng ở đây cái thời điểm nín thở, ngưng mắt. Bình tĩnh tâm, cứ thế không có phát ra một tia một hào âm thanh. Bởi vì, một giọng nói này, nàng Hòa Diệp Trần đều rất tin tưởng. Bỗng nhiên chính là Dương Khôi thanh âm. Hắn đột nhiên kêu gọi, tượng tổ, làm gì? Chẳng lẽ là nhìn thấu Liễu Diệp Trần ngụy trang? Thả tâm Hòa Diệp Trần tâm thần khuấy động. Nhưng tại mặt ngoài, Diệp Trần duy trì lạnh lùng, bình tĩnh quay người nhìn về phía Dương Khôi, chủ động nói có chuyện gì. Diệp Trần tận lực bắt chước tượng tổ giọng của Hoa Thần Thái, không để cho mình để lộ nửa điểm chân ngựa. Đồng thời, hắn âm thầm thúc giục vặn vẹo bí thuật. Một khi tình huống không đúng, liền sẽ không chút do dự thoát đi nơi đây. Không nói đến Dương Khôi thể nội rốt cuộc có bao nhiêu mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, ở đây còn có rất nhiều hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, nếu như rơi vào vây quanh, tất phải cửu tử nhất sinh. Diệp Trần cũng sẽ không huyễn tưởng, mơ hồ mặt người sẽ lại một lần nữa xuất thủ cứu giúp. Hắn xưa nay sẽ không đem hy vọng phó thác ở người khác trên tay. Chỉ hữu tự mình chắc chắn, mới có thể thành thạo điêu luyện. Ta nhớ mang máng 2 năm trước, cũng chính là Ngân Long Đại Thế Giới hủy diệt phía trước, ngươi từng chuyên môn đến đây tìm ta, bảo là muốn đối với một cái nhân tộc tiểu tử ra tay. Dương Khôi kéo dài ngữ điệu, ánh mắt thâm thúy, trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Trần hai con ngươi. Diệp Trần tâm thần nhất ngưng. Hắn cấp tốc hồi tưởng phía trước tượng tổ đã nói. Trong lòng tảng đá lớn, không khỏi buông xuống một chút. Xem ra, Dương Khôi tựa hồ cũng không có xem thấu ngụy trang của hắn. Nhưng, Diệp Trần cũng không có liền như vậy sơ suất, cố ý nhíu nhíu mày, ngưng thanh đạo, ngươi tìm được tiểu tử kia. Ngươi hiểu lầm, Dương Khôi cười lắc đầu, một mặt hiền hòa đạo, ngươi coi đó tìm ta thời điểm, ta vừa vặn có việc, cho nên trực tiếp từ chối chuyện này, bây giờ nghĩ đến, quả thực có chút đối với ngươi không được. Cho nên chuyên môn hỏi thăm ngươi, nếu là ngươi không thể tìm được nhân tộc kia. Tiểu tử, ta có lẽ có thể giúp một hai, cũng coi như là ta đối với ngươi đền bù. Những lời này nói cực kỳ êm tai,
Nếu là người tầm thường, đoán chừng sẽ cảm thấy Dương Khôi làm người nhiệt tâm. Trên thực tế, Diệp Trần cảm thấy rất nhiều tâm cơ. Dương Khôi trong miệng nhân tộc tiểu tử, dĩ nhiên chính là chỉ Diệp Trần. Ước chừng 2 năm trước, Diệp Trần bị mơ hồ mặt người cứu đi, Dương Khôi vốn muốn ra tay truy sát, lại trở ngại số lớn vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân xuất hiện, cuối cùng lựa chọn cướp đoạt hỗn độn ý chí mảnh vụn. Dù sao trong mắt hắn, Diệp Trần thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn đã bị toàn bộ vơ vét đi, cũng không quá nhiều giá trị. Dương Khôi bây giờ đột nhiên nói lên chuyện này, mặt ngoài là quan tâm tượng tổ, muốn làm ra đền bù. Kỳ thực, hắn chính là muốn thông qua nói bóng nói gió, nhìn tượng tổ phải chăng biết đạo Diệp Trần tung tích. Nếu như tượng tổ biết, Dương Khôi đại hỉ, có thể theo đường dây này, dễ dàng tìm được Diệp Trần, tiếp tục khai quật Diệp Trần thể nội bí mật. Như tượng tổ không biết, hắn cũng không có bất luận cái gì thiệt hại. Cái này cẩu vật vẫn là trước sau như một âm hiểm, mỗi một câu nói đều có chỗ mục đích. Bình tâm âm thầm chửi bậy một câu, Diệp Trần treo lên tượng tổ bàng, hướng về phía Dương Khôi triển lộ ra một vòng lúng đồng tiền, chuyện này đa tạ Hàn Tuyết Thánh Chủ quan tâm, chỉ tiếc Ngân Long Đại Thế Giới hủy diệt sau đó, ta vẫn không thể tìm được tên tiểu tử kia rơi xuống, có lẽ hắn đã theo Ngân Long Đại Thế Giới. Cùng nhau hóa thành cho tàn, cũng có khả năng âm thầm giấu, hỗn độn đại thế giới rộng lớn như vậy, lớn nhỏ thế giới vô số, muốn tải trong biển người mênh mông tìm được một người, độ khó quả thực quá cao. Chính xác, Dương Khôi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó nói, nếu ngươi có tin tức, đại khách có thể cho ta biết, ta chắc chắn hết sức giúp đỡ. Nói xong, Dương Khôi xoay người liền muốn rời đi. Câu hỏi của hắn kết thúc, đương nhiên sẽ không ở lâu. Còn tốt không có việc gì. Bình tâm cuối cùng thở dài một hơi, hậm hực nói, như thế xem ra, hắn không cách nào xem thấu ngươi ngụy trang. Lời này rơi xuống, Diệp Trần cũng không có làm ra đáp lại. Chỉ thấy hắn tại chỗ đứng thẳng phút chốc, ánh mắt ngưng lại, trực tiếp thẳng hướng lấy Dương Khôi đi tiến lên. Đồng thời, Diệp Trần còn lộ ra bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào Dương Khôi trên bờ vai. Trong chớp nhoáng này, bình tâm cả người đều ngây dại. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, Diệp Trần tay trên lòng bàn tay, bỗng nhiên tản mát ra một tia hỗn độn chi khí. Hơn nữa, bàn tay rơi vào Dương Khôi trên thân thời điểm, cái này một tia hỗn độn chi khí lặng yên không tiếng động chui vào liễu Dương Khôi thể nội, hướng về linh hồn của hắn không gian cấp tốc lan tràn đi qua. Ân, Dương Khôi bước chân dừng lại. Hắn xoay người, ánh mắt quay dị liếc mắt nhìn, tượng tổ, lông mi cau chặt, hình như có bất thiện trừng mắt liếc, tượng tổ. Diệp Trần lập tức đưa bàn tay thu hồi lại, trên mặt không thấy hốt hoảng, ngữ khí cười chúm chím nói, Hàn Tuyết Thánh Chủ, xem ở ngươi ta nhiều năm lao hữu mặt trên, ngươi có thể hay không theo ta để lộ một chút, đến cùng như thế nào đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, ngươi đến cùng muốn mang chúng ta đi tới. Chỗ nào? Dương Khôi thật sâu nhìn xem, tượng tổ trầm mặc một hồi, sau đó mới đảo, chuyện này tạm thời giữ bí mật, đến lúc đó ngươi thì sẽ một rõ ràng hai rồi chứ. Tốt a. Diệp Trần làm bộ thở dài, ánh mắt có mấy phần thất lạc, ngữ khí lại tràn ngập tín nhiệm, đây hết thảy liền giao cho ngươi tới an bài, nếu là có chuyện gì tốt, tuyệt đối không nên quên ta, nhất là liên quan tới như thế nào đột phá sinh mệnh gông cùm xiềng xích tân bí. Dương Khôi gật gật đầu, xoay người, trực tiếp leo lên cự đại phi chu. Đợi đến Dương Khôi bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, toàn trình nín thở im lặng bình tâm, bỗng nhiên phát ra một hồi đại khẩu đại miệng thở dốc âm thanh, con mắt còn cực kỳ u oán chừng liễu Diệp Trần một mắt, hừ nói, ngươi cái tên này không muốn sống nữa, thế mà làm. Chuyện nguy hiểm như vậy. Diệp Trần đập Dương Khôi bả vai trong nháy mắt, lặng yên thả ra một tia hỗn độn chi khí. Cái này một tia hỗn độn chi khí ý đang điều tra. Tuy cực kỳ nhỏ, có thể tóm lại là xâm nhập người khác thể nội, rất dễ dàng bị phát hiện. Cái này cũng là vì cái gì, bình tâm biểu hiện khiếp sợ như vậy. Nguy hiểm chính xác rất nguy hiểm, nhưng ý nghĩa phi phàm. Diệp Trần cái chán cũng là hơi hơi đổ mồ hôi, dày đặc phun ra một hơi, thông qua hỗn độn khí điều tra, ta đã biết Dương Khôi thể nội tổng cộng có 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, bên trên còn lượn lờ một tia cực kỳ quỷ dị khí tức. Luận hỗn độn ý chí mảnh vụn, hắn cao hơn ta một chút. Đến nỗi cái kia một tia khí tức quỷ dị, có lẽ chính là mê hoặc lực lượng đầu nguồn. Vì thế chính là, cái này một tia khí tức quỷ dị tựa hồ cũng không chiến lực, nếu như ta và Dương Khôi giao thủ, chiến lực chênh lệch cũng không lớn, thắng bại ngay tại trong chớp mắt. Đơn thuần hỗn độn ý chí mảnh vụn, Diệp Trần ít hơn so với Dương Khôi. Thế nhưng là, Diệp Trần còn nắm giữ lấy rất nhiều bí thuật. Nhất là vòng xoáy bí thuật, đã ngưng kết trở thành bí thuật bản nguyên. Một khi thi triển, vạn vật đều có thể thôn phệ.
Nếu là tự phụ điểm, Diệp Trần thậm chí cảm thấy phải, chiến lược của mình yếu lược hơi cao hơn Dương Khôi. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hiện nay biết tiền đề phía dưới. Ai cũng không biết, Dương Khôi phải chăng còn có dấu khác đè Dương Sát Chiêu. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, câu nói này đương nhiên không sai, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là, ngươi mới vừa hành vi quả thực quá mức nguy hiểm, sơ ý một chút bị phát hiện, sợ là sẽ phải trực tiếp dẫn phát một hồi loạn chiến. Bình Tâm nghe được Diệp Trần mà nói, trong lòng bỗng cảm giác một hồi an bình. Bất quá, nàng vẫn là dụng nhất trùng dậy dỗ giọng điệu nói. Bởi vì, Diệp Trần cử chỉ quả thực mạo hiểm, hơn nữa, Diệp Trần trước đó không cùng Bình Tâm câu thông qua, hoàn toàn là trước mắt mà thôi. Đối với Bình Tâm giáo huấn, Diệp Trần lúng túng gãi đầu một cái. Hắn thừa nhận, chuyện này chính xác rất mạo hiểm. Hết thảy đều là ý tưởng đột phát, hoàn toàn không cùng Bình Tâm câu thông qua, liền trực tiếp ra tay làm. Nhưng cái này cũng tình có thể hiểu. Chủ yếu là ngay lúc đó cơ hội quá tốt rồi. Dương Khôi chủ động hỏi thăm, tượng tổ, mà không phải là tượng tổ chủ động mở miệng. Chạy theo trên máy mặt, cũng sẽ không dẫn tới Dương Khôi hoài nghi. Còn nữa, Diệp Trần đã sớm biết, tượng tổ thuộc về phái cấp tiến, một lòng muốn đánh vỡ sinh mệnh gông cùng xiềng xích, thoát khỏi hỗn độn ý chí trường khống. Xét thấy điểm này, Diệp Trần vừa có thể lấy tiêu trừ Dương Khôi hoài nghi đối với mình, cũng có thể thêm một bước chắc chắn thân phận của mình. Dù sao từ đại hội bắt đầu đến kết thúc, tượng tổ từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Trong thời gian ngắn còn tốt, nếu như tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chỉ trích. Vừa rồi, Diệp Trần đối với Dương Khôi nói ra mấy câu nói như vậy, tất nhiên sẽ nhường Dương Khôi không đúng Diệp Trần có chút hoài nghi. Còn có điểm trọng yếu nhất. Diệp Trần mơ hồ cảm thấy, Dương Khôi sau đó chuyện cần làm, rất có thể dính đến hỗn độn ý chí mảnh vụn, hơn nữa còn là một phen đại động tác. Diệp Trần có cần thiết biết, mình ngụy trang, đến cùng có thể đạt đến trình độ gì. Cứ như vậy, hắn cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ, biết mình sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Dù là bị phát hiện, cuối cùng so tài khẩn yếu quan đầu bị phát hiện đến hay lắm. Cái trước còn có thể bỏ trốn mất dạng. Cái sau liền khó nói chắc. Trong lúc suy tư, Diệp Trần đã leo lên cự đài Phi Chu. Hắn không còn đối với mình hành vi có chỗ lo lắng, từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc, không nói một lời đi tới mình đình viện, tiếp đó sải bước đi đi vào. Trong lúc đó, Dương Khôi hoàn toàn không có chú ý hắn, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt. Cái này nhượng Diệp Trần có chút hài lòng, càng phát giác hành động mới vừa rồi của mình, chính là cử chỉ sáng suốt. Ông, cự đại Phi Chu bay trên không, sau đó hóa thành một vòng lưu quang, hoàn toàn biến mất tại hỗn độn nguyên địa. Tốc độ của nó nhanh đến mức kinh người, lóe lên một cái phía dưới, chính là đi tới liễu thế giới Trường Hà, giống như có thể không nhìn không gian ngăn cản giống như, toàn trình bảo trì cao tốc chạy lướt qua. Tại trong lúc này, Diệp Trần giá không có nhàn rỗi. Hắn khi thì du đáng ở phi thuyền các nơi, khi thì tản mát ra hỗn độn chi khí điều tra, rất là nghiêm túc quan sát đến chung quanh. Thời gian dần qua, Diệp Trần phát hiện những thứ này hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả xảy ra một chút biến hóa. Dựa theo lẽ thường tới nói, có thể đạt tới cái này nhất cấp bậc cường giả, tâm tính càng trầm ổn, dù là Thái Sơn sập trước mắt, cũng sẽ không có bất luận cái gì động dung. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, những người này trạng thái trở nên bắt đầu nôn nóng. Nhất là những cái kia phái cấp tiến, khí tức vội vàng sao động không nói, lông mi còn kèm theo ngang ngược chi ý, giống như từng đầu cước đái giá thú phát cuồng. Diệp Trần phỏng đoán, cái này rất có thể là mê hoặc lực lượng ảnh hưởng. Chỉ là, cái này một ảnh hưởng có phần cũng quá mạnh ngang. Hỗn độn nguyên tộc cấp bậc đá không phải kẻ yếu, dù là tại văn minh thế giới, cũng có một chỗ đứng. Chỉ là một tia sức mạnh, liền có thể có như thế ảnh hưởng. Nếu như không chút kiêng kỵ tràn ngập ra, chẳng phải là có thể phá hủy nhất phương văn minh. Xem ra ta phải cẩn thận cố lực lượng này, đồng thời, nếu là có cơ hội, nhất định phải thật tốt điều tra tinh tường. Diệp Trần âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Hắn đã biết rồi mình và Dương Khôi chiến lược chênh lệch. Nếu như một trận chiến, không sợ chút nào. Liền sợ Dương Khôi ẩn giấu đi thủ đoạn gì. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Cự đại Phi Chu đã rời đi liễu thế giới Trường Hà, hướng về một chỗ phương hướng lao nhanh chạy lướt qua. Đại khái ngày thứ ba thời điểm, Diệp Trần cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn phát hiện, trước mắt mảnh không gian này rất quen thuộc, tựa hồ đã từng đi tới qua. Thẳng đến ngày thứ tư, Diệp Trần thấy được, Thanh Huyền Đại Thế Giới. Gia hỏa này sẽ không phải là muốn đi trước hoang vu không gian A.
Diệp Trần tâm thần nhất rung động. Khó trách hắn cảm thấy thế giới chung quanh càng lai việt quen thuộc, thậm chí còn có thể nhìn đến thanh huyền đại thế giới. Bởi vì, cự đại Phi Chu chạy phương hướng, chính là Diệp Trần trước đây từ hoang vu không gian rời đi về sau, một đường đi tới thanh huyền đại thế giới phương hướng. Hoang vu trong không gian tràn ngập đại lượng vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, còn có một tòa sơn hắc sơn phong, cùng với quỷ dị thuần trắng ngọc thạch. Chúng ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, người này mục tiêu ở đây. Bình Tâm cũng là một hồi sợ hãi thán phục. Dương Khôi người mang 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, nếu như muốn tiếp tục thu thập, biện pháp tốt nhất chính là săn giết vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Đã như thế, mục đích của hắn nhất định là hoang vu không gian. Chớ nói chi là, hoang vu trong không gian còn có sơn hắc sơn phong, cùng với trọng yếu nhất viên kia thuần trắng ngọc thạch. Diệp Trần, bây giờ chúng ta muốn làm sao? Bình Tâm lập tức mong hướng Diệp Trần. Bọn hắn tại hoang vu trong không gian chờ đợi tiếp cận 2 năm, từng lưu lại đại lượng vết tích. Dưới mắt, Dương Khôi cũng muốn đi tới hoang vu không gian. Một khi có chỗ phát hiện, nói không chừng sẽ bại lộ hai người bọn họ. Tiếp tục tính quan a, Diệp Trần ngưng thanh đạo, theo ta thấy, người này mục đích chủ yếu, hẳn không phải là muốn tìm người ta, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không lại xuất phát phía trước đột nhiên mở miệng hỏi thăm, huống hồ, hắn hốt dù nhiều như vậy nhân nhất cùng đi tới hoang vu không gian, nói rõ là có chỗ. Cử động, chúng ta chỉ cần tiếp tục ẩn núp, sẽ không có vấn đề gì, tạm thời xem Dương Khôi đến cùng có cái gì mưu đồ, đến lúc đó tìm được cơ hội, chúng ta lại bảo khởi ra tay. Cùng Bình Tâm khác biệt, Diệp Trần biểu hiện có chút kích động. Hắn mơ hồ cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chính mình đã kinh hoàn toàn tiềm phục tại Dương Khôi bên cạnh, hơn nữa không để cho đối phương phát hiện. Một khi ra tay, tất phải hiệu quả cực lớn. Hưu. Đang lúc Diệp Trần hòa Ninh Tâm thấp giọng thảo luận thời điểm, cự đại Phi Chu tốc độ chợt đề thăng. Cũng không lâu lắm, một mảnh quen thuộc chi cảnh chiếu vào liễu Diệp Trần mi mắt. Đó là một mảnh hoang vu không gian, khắp nơi mờ mờ, không có hữu thiên mà nhận nguyệt, không có bất kỳ cái gì sinh linh, nghiễm nhiên một chỗ di khí chi địa. Bất đồng duy nhất là, cùng thượng nhất lần đến hoang vu không gian, ở đây thiếu đi tiếng gào thét âm, càng không có khổng lồ vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, khắp nơi yên tĩnh, tĩnh mịch bầu không khí càng nồng đậm. Kỳ quái, Dương Khôi đứng phi thuyền thủ vị, ánh mắt nhìn xuống hoang vu không gian, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, ta bất quá thu lấy 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, còn lại còn có 54 mai nhiều, theo lý thuyết, nơi này hẳn còn có số lớn xoay. Khúc hỗn độn ý chí hóa thân, tại sao lại như vậy tĩnh mịch hoang vu? Hay là nói, ta đến phương hướng không đúng, những cái kia vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân ở hoang vu không gian mặt khác một chỗ? Không đúng, trong cơ thể ta hỗn độn ý chí mảnh vụn cũng không cộng minh, liền một tia phản ứng cũng không có, rõ ràng chính là nơi đây không có hỗn độn ý chí mảnh vụn tồn tại. Nhưng mà, không có đạo lý a. Dương Khôi triệt để mộng. Hắn vốn là đầy cõi lòng mừng rỡ, cảm thấy mình có thể trắng trận thu hoạch một đợt hỗn độn ý chí mảnh vụn, tiếp tục tăng cường thực lực. Nhưng lại không biết, nơi này vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, sớm đã bị Diệp Trần đồ sát phải 7-8 phần. Mình tới đầu tới vồ hụt. Dương Khôi rất phiền muộn, đồng thời rất nghi hoặc. Vô luận hắn như thế nào suy tư, cũng không nghĩ đến tại sao lại như vậy. Mà xem như thủy tác dũng giả Diệp Trần, phúc trí tâm linh hướng về Dương Khôi liếc qua, nhạy cảm thấy được cái sau trong mắt vẻ mờ mịt, không khỏi trong lòng một hồi cười nhẹ. Bình Tâm cũng là như thế, bỗng cảm giác một hồi hả giận. Bởi vì Dương Khôi nguyên nhân, bọn hắn suýt nữa gặp phải nguy hiểm tính mạng, còn muốn vẫn giấu kín thân phận, lời nói đi có chút kiêng kỵ. Dưới mắt, cái này một phần buồn khổ biến mất. Chỉ là nhìn thấy Dương Khôi ngây người như phỗng bộ dáng, đây hết thảy cũng đáng giá. Nơi đây cũng không phải là chỗ cần đến, chứ vì chớ có hành động. Một phen suy tư không có kết quả phía sau, Dương Khôi lập tức thu hồi mờ mịt ánh mắt, hướng về phía chúng nhân nói một cái câu. Sau đó, hắn lái cự đại Phi Chu, tốc độ cao nhất hướng về phía trước lao đi. Từ chạy phương hướng đến xem, Dương Khôi chỗ cần đến là Sơn Hắc Sơn Phong. Đối với cái này một điểm, Diệp Trần sớm đã có đoán trước. Cái gì giả, Diệp Trần còn phỏng đoán, Dương Khôi mục tiêu cuối cùng nhất, hẳn là viên kia thuần trắng ngọc thạch. Đến nỗi Dương Khôi đến cùng ý muốn cái gì là, Diệp Trần trước mắt còn nhìn không ra. Chỉ bất quá, hắn cũng không gấp gáp. Hắn từ một nơi bí mật gần đó, Dương Khôi ở ngoài sáng. Có cái này một ưu thế, Diệp Trần có thể chậm rãi quan sát, từ đó tìm kiếm tốt nhất thời cơ xuất thủ. Kỳ quái. Thực sự là kỳ quái. Vì sao lại không có đâu?
Cự đại phi chu tốc độ rất nhanh, cơ hồ muốn đem không gian đều vỡ ra. Đồng thời, Dương Khôi cau mày tốc độ cũng rất nhanh, cơ hồ muốn đem hai cây lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ. Hắn vốn là cho là, theo chính mình càng đến gần Sơn Hắc Sơn Phong, nên có thể nhìn đến vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa người thân ảnh. Có thể kết quả vẫn là như vậy hoang vu, không có chút nào bóng dáng. Cái này khiến Dương Khôi có chút nóng nảy, đầu óc một mảnh rối bời. Chẳng lẽ có người chém giết những thứ này vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, cướp đoạt hỗn độn ý chí mảnh vụn? Không có khả năng, nếu là như vậy mà nói, ta nhất định có thể có cảm giác. Còn nữa, nắm giữ khổng lồ như thế hỗn độn ý chí mảnh vụn, chắc hẳn cũng sẽ biết được ta tồn tại cùng phương vị cụ thể, đã sớm ra tay với ta. Dương Khôi cảm giác mình não tử đô muốn nổ tung. Cái này cũng là lần thứ nhất, hắn toàn trình duy trì âm trầm sắc mặt, cả người hóa thân thành một cái thùng thuốc nổ, hoàn toàn bị buồn bực và khó chịu tràn ngập, tùy thời tùy chỗ đều sẽ dẫn tới di thiên explosion. Một bên, Diệp Trần tâm trung cười trộm không thôi. Nhưng ở đồng thời, hắn phát hiện liễu nhất cái cổ quái hiện tượng. Theo cự đại phi chu càng tới gần Sơn Hắc Sơn Phong, quanh quẩn tại mọi người trên người mê hoặc sức mạnh, tựa hồ trở nên ngưng trọng rất nhiều. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát những cái kia phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc, đều biểu hiện một mảnh cuồng nhiệt, ánh mắt có chút khiếp người. Thật chẳng lẽ cùng thuần trắng ngọc thạch có liên quan? Diệp Trần tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hắn không có nhiều phiên suy xét, chỉ là âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn, phần lớn lực chú ý cũng là đặt ở Dương Khôi trên thân, không dám buông lỏng chút nào. Rất nhanh, cao vút trong mây Sơn Hắc Sơn Phong xuất hiện ở trong tầm mắt. Cũng tại lúc này, Diệp Trần nghe được quen thuộc tiếng gào thét. Chỉ thấy nơi xa, một đầu cự đại vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân chính tại va chạm Sơn Hắc Sơn Phong. Đối với Diệp Trần tới nói, một màn này quá quen thuộc, nhưng đối với những người khác, nhưng là khai thiên tịch địa đều một lần nhìn thấy. Hơn nữa, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Đó là vật gì? Cỡ nào quỷ dị sinh linh, đơn giản giống như vô số thân thể chấp vá mà đến, hoàn toàn nhìn không ra thuộc về loại sinh vật nào. Các ngươi cảm thấy không có, đầu này sinh linh tản mát ra khí tức lại là hỗn độn chi khí, chẳng lẽ nó cũng là sinh ra từ hỗn độn ý chí sinh mệnh? Trừ ngoài ra, cái này sinh vật khí tức cỡ nào quỷ dị, tràn đầy điên cuồng, ngang ngược, vặn vẹo, giống như tụ tập liễu thế ở giữa cực ác. Cả đám nhóm liên thanh kinh hô. Lại tại lúc này, Dương Khôi thân hình lóe lên, giống như lưu quang như vậy giết tới. Chỉ thấy nơi hắn đi qua, không gian cùng thời gian đều kết thành liễu băng điêu, lóe lên một nhấp nháy, chớp mắt đi tới đầu kia vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa người trước mặt, bàn tay từ trên xuống dưới, trực tiếp thẳng hướng lấy người sau đầu người nắp đi, phun mạnh ra vô tận xương lạnh khí tức. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân liền bị đông lạnh thành liễu băng điêu. Dương Khôi tay trường buông xuống, trọng trọng đập xuống, cuối cùng đem băng điêu đánh thành ngàn vạn vụn băng, liên đới vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa người thân thể, cũng là bị oanh thành mảnh vụn, từ trên cao vương xuống đi, lạch cạch rơi xuống Sơn Hắc Sơn Phong phía trên. Đến nỗi vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa người hỗn độn hạch tâm, nhưng là bị Dương Khôi một tay nắm. Trong đó, óng ánh lập lòe năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, lập lòe không thuộc về cái thế giới này rực rỡ ánh sáng nhạt. Hiu. Dương Khôi một lần nữa về tới cự đại phi chu bên trên. Toàn bộ quá trình không đủ ba cái hô hấp. Dù là người mang năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, thực lực có thể so với hỗn độn nguyên tộc cấp bậc, tại Dương Khôi trước mặt, vạn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân căn bản không có sức hoàn thủ. Tính cả cái này năm mai, Dương Khôi trên thân thì có 50 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, lần này thoáng có hơi phiền toái. Bình Tâm có chút khó chịu nói. Đối phương nắm giữ hỗn độn ý chí mảnh vụn càng nhiều, sau đó cùng Diệp Trần một trận chiến, phe mình liền sẽ rơi xuống hạ phong. Thế nhưng tình huống hiện tại, Diệp Trần còn không thể ra tay, chỉ có thể mong chờ nhìn xem. Nhưng mà, ngay tại Bình Tâm tiếng nói vừa ra phía dưới, Dương Khôi bỗng nhiên bóp nát trong tay hỗn độn hạch tâm, đem bên trong năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn ngắt đi ra, hướng về phía chúng nhân nói, chư vị, đây chính là đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích chỗ mấu chốt, ta biết các người vẫn là. Trong lòng còn có nghi hoặc, như vậy liền tự động cảm thụ một chút. Nói xong, Dương Khôi cong ngón búng ra. Năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn phá không mà đi, rơi xuống năm người trước mặt. Diệp Trần chú ý tới một điểm. Năm người này cũng là phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc. Chỉ thấy hỗn độn ý chí mảnh vụn tiếp xúc đến năm người thời điểm, trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Sau đó,
Ở dưới con mắt mọi người, trên người bọn họ bao phủ ra hùng hậu hỗn độn chi khí, nguyên bản khí tức thuế biến, trở nên càng thêm hùng hậu, thuần túy, thậm chí còn có mơ hồ đột phá bản thân dấu hiệu, phảng phất giống như nhận được thăng hoa như vậy. Đây là hỗn độn ý chí mảnh vụn, ta có thể cảm thấy hỗn độn ý chí tồn tại. Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là hỗn độn bản chất. Hỗn độn ý chí cũng không phải cao cao tại thượng, nó là sinh linh, nó cũng là sinh linh. Năm người trong miệng, không hẹn mà cùng bộc phát ra cuồng hỉ tiếng nói. Tại những này tiếng nói ảnh hưởng dưới, nguyên bản còn hơi nghi ngờ phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc, thần sắc xảy ra nhỏ bé thay đổi, những cái kia phái cấp tiến hỗn độn nguyên tộc, không khỏi là ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời khát vọng chi ý. Những cái kia hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả bộ dáng càng là cuồng nhiệt, phảng phất muốn nhất cử đoạt lấy hỗn độn ý chí mảnh vụn, bản thân trải nghiệm loại này không có gì sánh kịp cảm giác. Chư vị chớ có gấp gáp, Dương Khôi thanh âm hợp thời vang dội liễu khởi tới, tràn ngập mê hoặc ý vị nói, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, phía trước tòa đài sơn Hắc Sơn Phong mới là trọng đầu hí. Tràng diện trở nên cổ quái. Theo Dương Khôi nói xong, vô luận là hỗn độn nguyên tộc, vẫn là hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía sơn Hắc Sơn Phong, trong đôi mắt phun mạnh ra lửa nóng chi ý. Có chút nghiêm trọng giả, thậm chí còn có thể nghe được thô trọng tiếng thở dốc âm. Bởi vì Diệp Trần trà trộn ở trong đám người, vì để tránh cho mình bị phát hiện chân ngựa, hắn cũng không thể không giả ra dạng này một bước bộ dáng. Càng là ngụy trang, Diệp Trần lại càng cảm giác cổ quái. Mơ hồ cảm thấy toàn bộ cục diện, tất cả mọi người, bao quát Dương Khôi ở bên trong, đều trở nên có chút khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Thật giống như, tín đồ cuồng nhiệt. Không sai. Cái này rất giống cái nào đó tà giáo đang tại tuyên dương, phổ biến. Chung quanh người nhưng là tín đồ, hoàn toàn bị tà giáo chỗ tẩy não, đã triệt để mất đi lý trí. Liền Dương Khôi. Diệp Trần Giá cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu như nói Dương Khôi là vì tiếp tục mê hoặc những người này, hắn lấy ra một cái hai cái hỗn độn ý chí mảnh vụn, cái này còn tính toán bình thường, nhưng mà, hắn vừa ra tay liền lấy ra năm mai, hoàn toàn việc không đáng lo, cái này cũng có chút cổ quái. Còn có, ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ, Dương Khôi tại sao muốn mê hoặc những người này, lấy hắn thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể cưỡng ép truy nã tất cả mọi người tại chỗ, ngạnh sinh sinh đem hắn áp giải ở đây, dạng này không phải tới càng thêm mau lẹ sao. Bình Tâm cũng cùng Diệp Trần nhất dạng, trong lòng có vô số nghi hoặc. Hai người nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, tạm thời đem cái này ý niệm áp chế xuống. Hưu, cự đại phi chu hướng về sơn Hắc Sơn Phong lao đi. Chỉ lát nữa là phải va chạm thời điểm, đứng ở thủ vị Dương Khôi cất bước hướng về phía trước, hai tay đại khai đại hợp, bắn ra một cỗ tinh thuần hỗn độn khí hơi thở. Cỗ này hỗn độn khí hơi thở tiếp xúc đến sơn Hắc Sơn Phong thời điểm, lập tức khiến cho vô số màu tím minh văn phóng ra lộng lẫy, một tia tiếp lấy một tia, cuối cùng hóa thành một phiến cực lớn vầng sáng, giống như là một cánh cửa như vậy, một bên khác tồn tại huyền diệu thế giới. Mê hoặc sức mạnh quả nhiên là đến từ thuần trắng ngọc thạch. Thấy thế, Diệp Trần làm ra phán đoán chính xác. Trước đây hắn mặc dù có thể tiến vào sơn Hắc Sơn Phong nội bộ, chủ yếu là bởi vì hắn nắm giữ vòng xoáy bí thuật cùng vặn vẹo bí thuật. Cái này hai đại bí thuật cùng thuần trắng ngọc thạch đồng nguyên, cho nên mới có thể tùy ý xuất nhập. Từ nhìn bề ngoài, Dương Khôi là thông qua hỗn độn chi khí, đưa tới màu tím minh văn cộng minh, từ đó mở ra tiến vào sơn Hắc Sơn Phong nội bộ con đường. Kỳ thực không phải vậy. Hỗn độn chi khí chỉ là ngụy trang, chân chính hạch tâm, vẫn là dấu ở hỗn độn chi khí nội bộ mê hoặc sức mạnh. Cũng bởi vậy có thể chứng minh, mê hoặc sức mạnh chính xác đến từ thuần trắng ngọc thạch, có thể là vặn vẹo điên cuồng chi cảnh chính giữa một loại khác sức mạnh. Ông 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 ông, cự đại phi chu xuyên qua vầng sáng. Đám người cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó tiến nhập một mảnh thế giới màu tím. Ở đây giống như trước đó, khắp nơi tràn ngập màu tím minh văn, tử quang nở rộ, không ngừng hấp thu hỗn độn ý chí mảnh vụn, nghiễm nhiên giống như một cái tỉnh tỉnh hữu điều nguy nga thế giới. Bất đồng duy nhất là, bởi vì vi Diệp Trần điên cuồng tàn sát, nơi đây đã có chút vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Đương nhiên, ở đây cũng sẽ không có hỗn độn ý chí mảnh vụn, có lại chỉ có vô tận tử quang, hình ảnh có vẻ hơi hứa tĩnh mịch. Thực sự là cổ quái. Dương Khôi lại tại trong lòng nỉ non một cái câu. Bất quá, hắn lần này không có đắm chìm tại buồn rầu ở trong, toàn lực thúc giục cự đại phi chu, thẳng tắp lướt về phía sơn Hắc Sơn Phong nội bộ. Hiu, cự đại phi chu xuyên qua một màn ánh sáng. Ngay sau đó, trước mắt mọi người ánh mắt trở nên đen như mực, đập vào mắt chỗ là một mảnh đen thùi lùi thế giới, chỉ có phương xa tồn tại một vòng màu trắng ánh sáng nhạt,
lóe lên một nhấp nháy, giống như hy vọng chi quang như vậy, hấp dẫn lấy trước mọi người hướng về. Diệp Trần đứng ở đám người phía sau cùng, lộ ra cực kỳ không đáng chú ý. Bây giờ, hắn bắt đầu khẩn trương đề phòng, thời thời khắc khắc chú ý Dương Khôi nhất cử nhất động. Cho tới hôm nay, cái kia năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, Dương Khôi cũng không có thu về, thật giống như tặng cho này nam nhân nhất dạng. Đồng thời, trên mặt mọi người cuồng nhiệt biểu lộ cũng càng nồng nặc. Cả tòa phi thuyền bầu không khí dị thường khiếp người. Từ giờ trở đi, nhất thiết phải thời thời khắc khắc chú ý, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Bình Tâm cũng là dặn dò một câu. Diệp Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, đã thấy cự đại phi chu tiếp tục duy trì cao tốc, thẳng tắp chạy về phía thuần trắng ngọc thạch chỗ. Một chút bạch quang rơi xuống, chiếu rọi tại vô số trương cuồng nóng hưng phấn trên khuôn mặt. Liền Dương Khôi cũng là như thế. Nếu như nói, tại chỗ còn có ai duy trì lý trí, vậy liền chỉ có Diệp Trần nhất cái. Rất nhanh, cự đại phi chu đi tới thuần trắng ngọc thạch trước mặt. Liền cùng Diệp Trần trước khi rời đi một dạng, thuần trắng ngọc thạch cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hoàn toàn như trước đây thuần túy, bạch quang vẩy xuống hư không các nơi, không hiểu khiến người ta cảm thấy một hồi hài lòng. Đây cũng là chỗ cần đến chỗ. Dương Khôi bỗng nhiên nói một tiếng. Hắn thu hồi cự đại phi chu, tất cả mọi người huyền không đứng ở nơi đây. Lúc này có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, đám người nhìn về phía thuần trắng ngọc thạch ánh mắt bên trong, trần trụi bạo dũng ra lửa nóng, thời gian dần qua, thậm chí còn có một tia vặn vẹo cùng điên cuồng. Này liền giống như ôn dịch như vậy, một cái tiếp theo một cái, lặng yên không tiếng động trong đám người lan tràn. Đây là ta. Đột ngột ở giữa, một đạo quái hống tiếng vang lên. Diệp Trần quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái hỗn độn nguyên tộc người vọt lên tiến lên, giống như vẫn quang phá không như vậy, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về thuần trắng ngọc thạch lao đi, đại thủ nhô ra, từ trên xuống dưới bao trùm xuống, liền muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Điên rồi. Bình Tâm bị một màn này sợ hết hồn, vô ý thức đảo. Đây chính là hỗn độn nguyên tộc. Vô duyên vô cớ, này liền mất phương hướng tâm trí. À, tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trước đột ngột truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy cái kia hỗn độn nguyên tộc người tiếp xúc đến thuần trắng ngọc thạch, toàn bộ thân thể không hiểu bành trướng, khuôn mặt vặn vẹo, tứ chi run rẩy, làn da lộ ra ngoài da nhiều sợi gân xanh, thật giống như một cái khí cầu như thế, không ngừng bành trướng, không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng bỗng nhiên nổ nứt ra tới, xoạt kéo, đại lượng huyết thủy rơi xuống, trong đó còn kèm theo tàn chi cùng nội tạng mảnh vụn. Tràng diện khủng bố, giống như tận thế chi cảnh. Nhưng mà, đám người không có bởi vì này một hình ảnh liền lộ ra vẻ sợ hãi. Cơ hồ trong trước mắt, ánh mắt của bọn hắn càng thêm cuồng nhiệt, cùng nhau phong tỏa trong hư không một vòng ánh sáng nhạt. Cái kia xóa ánh sáng nhạt bỗng nhiên chính là hỗn độn ý chí mảnh vụn. Đáng nhắc tới, vừa mới đó phát cuồng xông lên hỗn độn nguyên tộc, một phần của phái bảo thủ. Hơn nữa, phía trước Dương Khôi cấp cho năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, kỳ trung nhất mai chính là rơi xuống trong tay hắn. Cái này, hẳn không phải là ngẫu nhiên a. Bình Tâm hướng về phía Diệp Trần nói, âm thanh hiếm thấy có chút phát run. Hình ảnh mới vừa rồi, cho dù là Bình Tâm dạng này võ giả, đều có chút không tiếp thụ được. Cũng không phải bởi vì huyết tinh, mà là quá quỷ dị. Bây giờ còn không thể có kết luận, hết thảy. Diệp Trần lập tức mở miệng, chuẩn bị thoáng trấn an một chút Bình Tâm. Thế nhưng là, lời của hắn vẫn chưa nói xong, phía trước lại là truyền đến một hồi quái dị thanh âm. Trong tầm mắt, có mấy người khống chế không nổi trong lòng tham lam dục vọng, thân hình lóe lên, thẳng tắp lướt về phía hỗn độn ý chí mảnh vụn. Ánh mắt của bọn hắn, biểu lộ, cùng với động tác ra tay, tất cả đều một mô nhất dạng, giống như là có một bàn tay vô hình khống chế hết thảy. Mà bọn hắn chỉ là khôi lỗi thôi. Ông, mấy người kia tốc độ nhanh chóng biết bao, cơ hồ thời gian đều không cần, liền đi tới hỗn độn ý chí mảnh vụn trước mặt. Bọn hắn nhô ra tay, liền muốn đem hắn trực tiếp bỏ vào trong túi. Nhưng đúng vào lúc này, từng sợi mông mông bụi bụi khí lưu tràn ngập ra, trực tiếp đem mấy người kia bao phủ đi vào. Sức mạnh, đây chính là sức mạnh hoàn toàn mới. Ta thấy được thế giới mới, một cái hoàn toàn khác với nơi này thế giới mới tinh. Tới. Tất cả đều hướng về ta bên này tới. Trong mấy người này, vừa có hỗn độn nguyên tộc, cũng có hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả. Bọn hắn nhìn về phía mông mông bụi bụi khí lưu, hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, từng cái hai mắt đỏ, vặn vẹo lên khuôn mặt, liền động tác cũng biến thành quỷ dị, một trận đối với mông mông bụi bụi khí lưu làm như không thấy. Phốc một tiếng, không có dấu hiệu nào,
Một cái hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả cơ thể bành trướng, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân làn da da bị nẻ, từng cây gân xanh tuôn ra, cuối cùng cùng phía trước cái kia phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc một dạng, tại chỗ nổ thành liễu nhất bái huyết nhục, liền như vậy vẫn lạc. Những người này thật sự điên. Bình Tâm khuôn mặt hung hăng co quắp một cái. Không đợi nàng nói dứt lời, lại là một đạo trầm đục tiếng vang lên. Trong mấy người này lại một người, bước lên phía trước hai người vết xe đổ, trong nháy mắt nổ thành đầy trời huyết nhục tàn chi. Khoảnh khắc, cả vùng không gian tràn ngập máu tanh mùi vị. Chạy về phía cái này hỗn độn ý chí mảnh vụn, tổng cộng có 5 người. Thời gian một cái nháy mắt, hai người vẫn lạc. Vẫn là hài cốt không còn cái chủng loại kia. Ba người còn lại, hắn trạng thái cùng phía trước ba nhân nhất dạng, toàn bộ thân hình lấy một loại trạng thái quỷ dị biến hóa, vặn vẹo và khiếp người. Tối làm cho người cảm thấy sợ hãi là, cho dù là bọn họ thân thể đã biến thành bộ dáng như vậy, trên mặt vẫn như cũ duy trì giống như bệnh hoạn điên cuồng chi sắc, giống như không có gì cả cảm thấy, trong ánh mắt chỉ có hỗn độn ý chí mảnh vụn. Giống. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang lên. Tại Diệp Trần Hòa Ninh Tâm kinh ngạc nhìn chăm chú, ngay phía trước ba người, kỳ trung nhất người cũng không có bảo thể mà chết. Chỉ thấy cái kia bành trướng vặn vẹo cơ thể, tiếp tục lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng vọt. Đến cuối cùng, hắn biến thành liễu nhất con quái vật. Thân thể giống như núi nhỏ khổng lồ, tứ chi tráng kiện, cuối cùng có vó, bên trên lại có đầy lông tóc cùng lân giáp, lại hướng lên, hắn không còn đứng thẳng hành tẩu, mà là tứ chi đạp xuống, giống như súc vật như vậy cúi xuống lưng, cả một đầu lưng cũng biến thành tráng kiện kỳ. Dài, không ngừng diễn sinh ra xanh đen huyết nhục. Cái gì giả, ba sườn của hắn còn rất dài ra một đôi cổ quái cánh chim, giống như đánh gấy không phải đánh gấy. Xương cốt mắt trần có thể thấy, hoàn toàn có khác với cánh loại nguyên thú. Diệp Trần. Bình Tâm mắt thấy toàn bộ quá trình, hô hấp một trận đình trệ đi. Nàng không có bị trước mắt ác tâm hình ảnh hù dọa, cũng không có cảm thấy có cái gì trên sinh lý khó chịu. Bình Tâm mặc dù bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, chỉ là đơn thuần bởi vì, trước mắt cái này hỗn độn nguyên tộc dị biến sau bộ dáng, nàng không có chút nào cảm thấy lạ lẫm, thậm chí là rất tinh tường. Bởi vì... đây chính là vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa người bộ dáng. Êm đẹp một cái hỗn độn nguyên tộc, trong chớp mắt biến thành liễu nhất đầu vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Liền ngay trước Bình Tâm trước mặt. Cái cũng khó trách nàng sẽ như thế chấn kinh kinh ngạc. Giống. Dị biến mà đến vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, nó huy động sắc bén song chảo, một trái một phải, dễ dàng đem còn lại hai người xé thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, hai cỗ xương máu nổ tung. Nhiễm tại nó thân hình khổng lồ phía trên, càng là tăng thêm vẻ dữ tợn cùng hung ác. Sau khi làm xong, nó một ngụm đem hỗn độn ý chí mảnh vụn nuốt vào trong bụng. Cơ hồ trong nháy mắt, hỗn độn ý chí mảnh vụn phóng ra ánh sáng nhạt, một tia tiếp lấy một tia, gần như đem đầu này vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân chiếu lên trong suốt, tựa như muốn đem hắn triệt để xé rách như vậy. Ầm ầm thanh âm vang lên. Khổng lồ vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, thế mà thật sự bị ánh sáng nhạt vỡ ra. Nó biến thành một nắm nồng hậu dày đặc xương máu, nhưng cả vùng không gian trở nên càng thêm quỷ dị cùng huyết tinh. Trung tâm, một viên kia hỗn độn ý chí mảnh vụn một lần nữa hiển lộ ra, vẫn như cũ phóng ra huyền diệu ánh sáng nhạt, vẫn như cũ lơ lửng ở nơi đó, yên lặng, không hề có động tĩnh gì, tựa như vừa mới phát sinh hết thảy đều cùng nó không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có trải rộng không gian nồng đậm máu tanh mùi vị, cùng với nồng hậu hơn mông mông bụi bụi khí lưu, yên lặng nói mới vừa quỷ dị một màn. Nhìn đến đây, Bình Tâm trầm mặc không nói. Từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình bất quá mấy tức thời gian. Tính cả trước đây phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc, tổng cộng đã có 6 người vẫn lạc. Rơi xuống quá trình là quỷ dị như vậy. Nhất là kỳ trung nhất nhân hóa thân là vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, càng là rung động thật sâu đến rồi Bình Tâm. Chẳng lẽ nói vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân chính là do này mà đến? Cho nên, mỗi một đầu vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, trên thân ít nhất đều sẽ có một cái hỗn độn ý chí mảnh vụn, đơn giản là, hỗn độn ý chí mảnh vụn chính là dị biến đầu nguồn. Nhưng vì cái gì, Diệp Trần nắm giữ nhiều như vậy hỗn độn ý chí mảnh vụn, lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Bình Tâm trong đầu nổi lên rất nhiều nghi hoặc. Nàng thoáng hoàn hồn, vừa mới chuẩn bị hỏi hướng Diệp Trần, lại kiến Diệp Trần biểu lộ ngưng trọng, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bình Tâm lập tức theo Diệp Trần ánh mắt ngóng nhìn đi qua. Chỉ thấy lấy thuần trắng ngọc thạch làm trung tâm, còn lại bốn mảnh khu vực bên trong, xảy ra cùng vừa rồi một mô nhất dạng hình ảnh. Nguyên bản nắm giữ hỗn độn ý chí mảnh vụn phái bảo thủ hỗn độn nguyên tộc, đột nhiên giống như nổi điên phóng tới thuần trắng ngọc thạch,
tiếp đó nổ tung thành một mảnh huyết nhục, lộ ra ngoài ra hỗn độn ý chí mảnh vụn. Sau đó, mấy người vọt lên tiến lên, ý đồ đoạt lấy hỗn độn ý chí mảnh vụn. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết, hoặc là biến thành vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, tại thôn phệ hỗn độn ý chí mảnh vụn sau đó, lại nổ tung thành một mảnh huyết nhục. Năm mảnh khu vực, năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn. Mỗi cái khu vực đều giống như tu la say thịt tràng, vô tình thu hoạch đi một cái tươi sống sinh mệnh, chỉ để lại gai mũi mùi máu tanh khó người khí tức, cùng với tràn ngập tại không gian các nơi mông mông bụi bụi khí lưu, cả hai đan vào một chỗ, phủ lên ra làm cho người sợ hãi tâm quý quỷ dị. Bầu không khí. Khó trách Dương Khôi hảo tâm như thế, trực tiếp cho những người này hỗn độn ý chí mảnh vụn, xem ra đây hết thảy cũng là hắn cục. Diệp Trần đột nhiên nói một cái câu. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Khôi, đã thấy Dương Khôi không biết lúc nào đứng ở đám người phía sau cùng, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng hiện lên một vòng hài lòng đường cong, nghiễm nhiên một bộ mưu kế được như ý bộ dáng. Ngươi xem xuyên Dương Khôi âm mưu. Bình Tâm nghe vậy, nhìn không được hỏi hướng Liễu Diệp Trần. Chỉ bất quá, đối mặt với Bình Tâm đặt câu hỏi, Diệp Trần cũng không làm ra trả lời. Ở trước mặt của hắn, viên kia lơ lửng bất động hỗn độn ý chí mảnh vụn đột nhiên động, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, chủ động hướng về Diệp Trần tới gần. Cùng lúc đó, tràn ngập tại khu vực này mùi huyết tinh cùng mông mông bụi bụi khí lưu, cũng theo phiêu đáng tới. Bọn chúng giống như là một mảnh triều tịch đại dương mênh mông như vậy, như muốn tương Diệp Trần cùng chung quanh hắn chi nhân nhất nâng nuốt hết. Diệp Trần không dám động. Đó cũng không phải bởi vì hắn không có cách nào tránh né, mà là không thể tránh né. Bây giờ, Dương Khôi nhìn toàn trường, đem chỗ hữu nhân đô thu vào mi mắt. Trừ Liễu Diệp Trần bên ngoài, những thứ khác hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc võ giả, đối mặt với úp mặt mà đến mùi huyết tinh cùng mông mông bụi bụi khí lưu, hoàn toàn không có tránh né thoát đi ý tứ, ngược lại lộ ra một mặt si mê hướng tới, thậm chí chủ động vọt lên tiến lên. Nếu như Diệp Trần tại lúc này lui ra phía sau, hay là né tránh, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới Dương Khôi hoài nghi. Dương Khôi người mang 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, nếu ta đem trước mắt 5 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn nhận lấy, song phương đem trở lại cùng một điểm xuất phát. Chỉ là, ta bây giờ còn không rõ ràng Dương Khôi có hay không hậu chiêu, cùng với không biết hắn đến cùng có mục đích gì. Diệp Trần mặt ngoài giả vờ điên cuồng si mê, nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn. Hắn ẩn núp thân phận, một là vì đánh bất ngờ, hay là biết được Dương Khôi bản ý. Như giờ này khắc này bại lộ thân phận, không thể nghi ngờ là thất bại trong gang tấc. Trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, Diệp Trần cấp tốc nghĩ kỹ đối sách, nói thầm trước mắt hiện tượng quỷ dị tất phải cùng thuần trắng ngọc thạch có liên quan, ta theo thuần trắng ngọc thạch nhiều lần tiếp xúc, cũng không bất kỳ khác thường gì ảnh hưởng, nói không chừng lần này cũng là như thế, huống chi, nếu có thể làm rõ ràng những người này vì gì phát cuồng bị điên, nói không chừng đối với ta có trợ giúp rất lớn. Nếu như thật sự xuất hiện không cách nào khống chế hiện tượng, ta liền lập tức thoát đi nơi đây, không đánh được cùng Dương Khôi nhất quyết tử chiến. Trong lúc suy tư, Diệp Trần lập tức bắt chước chung quanh người bộ dáng, mạo như điên cuồng xông vào mông mông bụi bụi khí lưu bên trong. Ông, trước mắt ánh mắt tối sầm. Diệp Trần đột nhiên cảm thấy, tựa hồ có một cây vô ảnh vô hình dây nhỏ, từ trong hư không lan tràn tới, trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của hắn. Tuyến một mặt là thuần trắng ngọc thạch. Một phía khác nhưng là trong cơ thể hắn 40 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn. Tiếp đó, ý thức của hắn phảng phất bám vào tại dây nhỏ phía trên, trực tiếp tiến nhập thuần trắng ngọc thạch nội bộ. Ông, trước mắt ánh mắt một hoa. Diệp Trần khôi phục rất nhanh ánh mắt, nhìn chăm chú đảo qua, trước mắt là một mảnh màu sắc sặc sỡ quỷ dị thế giới. Ở đây đầy đủ loại đủ kiểu màu sắc khối lập phương, hoặc là bay lượn, hoặc là lơ lửng, hoặc là tiêu tan huyễn sinh, mỗi một cái cũng không có quy luật có thể nói. Từng cái sinh sinh chiếu vào đồng tử của hắn chỗ sâu. Ta tiến nhập thuần trắng ngọc thạch nội bộ. Diệp Trần tràn đầy hoang mang. Trước mắt cái này một mảnh cảnh sắc, hắn đương nhiên không xa lạ gì, rõ ràng là điên cuồng xoay khúc chi cảnh. Tại hoang vu không gian mấy tháng bên trong, Diệp Trần nhiều thứ tiến vào, dùng cái này cảm ngộ ra vòng xoáy bí thuật bản nguyên, cùng với vặn vẹo bí thuật. Hắn vốn cho rằng tiếp xúc đến mông mông bụi bụi khí lưu sau đó, chính mình sẽ tiến vào một cái địa phương nguy hiểm. Há không liệu, những cái kia hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả ý chí không kém, gần với luân hồi võ giả, không đến mức vừa tiến vào ở đây, liền sẽ biến thành vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân a. Đang lúc Diệp Trần nỉ non ở giữa, trước mắt quang cảnh đột biến. Các loại trong ánh sáng, một cái đầy vảy cổ quái đại thủ đưa ra ngoài.
Đây tựa hồ là một loại nào đó chim thú móng vuốt, sắc bén cao, lập lòe băng lãnh hàn mang. Nó một chút hướng về Diệp Trần nhích tới gần, mỗi di động một tấc, không gian trở nên vặn vẹo một phần. Khi đi tới Diệp Trần trước mặt thời điểm, thủ trảo đột nhiên mở ra, bên trong mỗi một phiến lân giáp đều dài ra một cái mắt dọc màu tím, bên trong tràn ngập màu máu đỏ quang. Huy! Trong chớp nhoáng này, Diệp Trần cảm giác tâm thần hung hăng co quắp một cái. Nhưng loại cảm giác này chỉ kéo dài phút chốc. Diệp Trần ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, thân hình lóe lên, dễ dàng tránh đi quỷ dị thủ trảo, trong miệng nói khẽ vặn vẹo. Ngay phía trước không gian ra hiện liễu nhất cái điểm đen, chung quanh chỗ, hư không giống như biến thành từng cây dây nhỏ, một cây tiếp một cây được thu vào tất hắc quang điểm bên trong, liền cái kia quỷ dị thủ trảo cũng không ngoại lệ, được thu vào điểm sáng màu đen bên trong, cứ thế biến mất e rằng. Ảnh vô tung. Quỷ dị thủ trảo sau khi biến mất, không gian chung quanh trở nên bình tĩnh trở lại. Quang khối lưu động, lấp lóe không yên. Diệp Trần liền như vậy yên lặng đứng vững, phảng phất một cái không thuộc về nơi này khách qua đường, lại phảng phất là nơi này một phần tử. Không còn. Diệp Trần nhìn không được nói một tiếng. Hắn nhìn khắp bốn phía, cả vùng không gian từ đầu đến cuối không có chút nào biến hóa. Một trận, nhưng hắn có chút nhàm chán. Bình tâm, ngươi đối với loại tình huống này thấy thế nào? Một phen suy tư không có kết quả, Diệp Trần muốn nghe một chút Bình Tâm ý kiến. Thế nhưng là... Diệp Trần tiếng nói rơi xuống, Bình Tâm lại không làm ra đáp lại. Bình Tâm... Diệp Trần lại nói một câu. Cuối cùng, Bình Tâm vẫn là chưa từng trả lời. Diệp Trần trầm xuống lông mày, lúc này phân ra một bộ phận ý chí tiến vào linh hồn không gian. Khi hắn nhìn thấy Bình Tâm thời điểm, cả người đều ngẩn ra. Trong tầm mắt, vốn đang ngồi xếp bằng tĩnh tu Bình Tâm, bây giờ đã đứng liễu khởi tới. Trên người nàng quanh quẩn mông mông bụi bụi khí lưu, tấm kia tinh xảo tuyệt đẹp khuôn mặt, bây giờ thế mà tràn ngập điên cuồng xoay khúc chi sắc, đôi mắt đẹp trợn to, đồng tử toàn màu đỏ tươi, khóe miệng nứt ra một cái khoa trương đường cong, lộ ra một ngụm ngân bạch bối răng, yết hầu càng là phát. Ra lạc 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 tiếng ma sát âm. Ngươi đã đến. Bình Tâm chủ động đối với Diệp Trần nói. Thanh âm của nàng cũng thay đổi, mang theo mấy phần mê hoặc chi ý, đang từng bước một hướng về Diệp Trần đi tới. Đến cuối cùng, nàng cơ hồ là chạy như bay tới. Giống như một đầu nhào về phía con mồi dã thú. Diệp Trần lúc này lách mình, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi Bình Tâm đánh giết. Chỗ đầu ngón tay, một tia ánh sáng nhạt quét ngang, muốn đem Bình Tâm trói buộc chặt. Nhưng mà, ánh sáng nhạt tiếp xúc đến Bình Tâm thời điểm, chỉ là giống như xuyên lướt qua đi, căn bản không có tạo thành mảy may ngăn cản. Bình Tâm thân hình dừng lại, quay người lại lần nữa hướng về Diệp Trần đánh tới. Tốc độ của nàng nhanh hơn, càng kinh người là, Diệp Trần có thể vô cùng thấy rõ ràng, tràn ngập tại Bình Tâm trong cơ thể mông mông bụi bụi khí lưu đột ngột tăng nhiều, cơ hồ diễn biến thành thực chất như vậy, một mạch bao quanh Bình Tâm cơ thể, để cho nàng làn da mọc ra rậm rạp chẳng chịt lân giáp, cùng với bộc lộ ra một cây không thuộc về nhân loại quỷ dị xương sống lưng. Bình Tâm chỉ là một tia ý chí, bình thường thủ đoạn đối với nàng vô dụng. Nhưng cô này mông mông bụi bụi khí lưu không chỉ có ảnh hưởng đến nàng thần trí, còn có thể thay đổi ý chí của nàng hình thái, nếu dựa theo như vậy tiếp tục phát triển tiếp, phải chăng Bình Tâm cũng sẽ biến thành vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Thế nhưng là, phía trước vì cái gì sẽ không như thế? Diệp Trần có chút mơ hồ. Hắn bị mông mông bụi bụi khí lưu bao khỏa, tiếp đó liền tiến vào thuần trắng ngọc thạch nội bộ. Ngoài trừ tâm thần co quắp một cái, Diệp Trần cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng cái khác người cũng không phải như thế. Hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, điên cuồng, từng cái chết oan chết uổng. Liền Bình Tâm cũng sinh ra dị biến. Này liền phảng phất. Bởi vì Dương Khôi đến, nơi này hết thảy đều phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm điên cuồng, vặn vẹo, thậm chí phải không có khống chế. Mà Diệp Trần chính là một cái outsider. Bất kỳ thay đổi nào đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Giống. Đúng lúc này, một đạo tiếng gào thét đánh gãy liễu Diệp Trần suy tư. Hắn biến sắc, vội vàng hướng về phía trước nhìn lại, đã thấy Bình Tâm thân thể đang nhanh chóng thuế biến. Trong tầm mắt, mông mông bụi bụi khí lưu đại thịnh, cơ hồ trải rộng Bình Tâm quanh thân. Những khí lưu này giống như nắm giữ ý thức như vậy, mỗi một lần chui vào Bình Tâm thể nội, đều sẽ khiến cho sinh ra to lớn biến hóa. Thời gian một cái nháy mắt, Bình Tâm toàn thân da thịt hiện đầy dữ tợn lân giáp, sau lưng đeo xương sống lưng nhô lên, một cây tiếp lấy một cây lan tràn phá sản đâm, dưới xương sườn càng là tại dài ra xấu xí cánh thịt. Cái gì giả, mặt mũi của nàng cũng thay đổi. Một đôi tròng mắt lộ ra huyết hồng sắc,
lập lòe không lý trí chút nào, thú tính lãnh quang. Giống. Bình tâm lại là vừa hô. Nàng hoàn toàn mất đi vốn có âm thanh, như một đầu đang tải luật xác vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Hưu. Bình tâm lại một lần đánh tới, tốc độ càng nhanh, cơ hồ giống như sấm sét như vậy. Bất quá, Diệp Trần đã sớm làm tốt né tránh động tác, nhẹ nhàng nghiêng người, lập tức nhanh lùi lại vài trăm mét, một đôi mực con mắt quan sát tỉ mỉ đi qua. Dị biến như vậy, như thế thế cục, Diệp Trần ngược lại tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên xác định một sự kiện. Cái này, cũng không phải ảo giác. Hết thảy đều thật sự. Thứ yếu, Diệp Trần không có suy xét Bình Tâm tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, vì cái gì chính mình sẽ không phát sinh bất luận cái gì dị biến. Cả người hắn suy nghĩ độ cao tập trung, có lại vẻn vẹn có một cái ý niệm muốn thế nào đem Bình Tâm khôi phục nguyên dạng. Mông mông bụi bụi khí lưu đến từ thuần trắng ngọc thạch, trong đó ẩn chứa vặn vẹo điên cuồng chi cảnh. Đã như vậy, chỉ cần đem mông mông bụi bụi khí lưu từ Bình Tâm thể nội trừ bỏ, nói không chừng liền có thể để cho nàng khôi phục nguyên dạng. Nhất là, Bình Tâm còn chưa hoàn toàn lột xác thành vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Liền 1% cái hô hấp cũng chưa tới, Diệp Trần liền nhanh chóng nghĩ kỹ đối sách. Chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe, không còn khắp nơi né tránh, trong nháy mắt liền tới gần đến Bình Tâm trước người, đại thủ mở ra, thẳng tắp hướng về Bình Tâm mi tâm nhấn tới. Bình Tâm kiến Diệp Trần xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt tràn đầy ánh mắt hưng phấn. Nàng gào thét nhô ra lợi chảo, thế muốn tương Diệp Trần trái tim hoác lấy ra, còn chưa chạm tới mảy may, lại bị Diệp Trần đại thủ kê vào đầu, toàn bộ thân thể triệt để cứng ngắc, không cách nào chuyển động nửa phần. Diệp Trần người mang 40 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, thực lực có thể so với luân hồi cấp võ giả. Vừa mới không có động thủ, bất quá là lo lắng làm bị thương Bình Tâm, mà không phải là thực lực không địch lại. Nuốt. Diệp Trần tay phải chống đỡ Bình Tâm mi tâm, vừa quát phía dưới, vòng xoáy bí thuật toàn lực thôi động. Vô khổng bất nhập hấp lực lan tràn, giống như dòi trong xương như vậy, gắt gao bám vào tại Bình Tâm toàn thân các nơi, hơn nữa một chút chui vào mi tâm, bắt đầu vơ vét ý chí chỗ sâu mông mông bụi bụi khí lưu. Chỉ chốc lát, tất cả mông mông bụi bụi khí lưu bị hấp lực bao phủ. Diệp Trần lại là vừa quát, hấp lực thu về, đem tất cả mông mông bụi bụi khí lưu đều nuốt vào thể nội. Tại Diệp Trần xem ra, chính mình nhiều thứ tiến vào thuần trắng ngọc thạch nội bộ, bây giờ cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cái này rất có thể chứng minh, hắn đối với mông mông bụi bụi khí lưu có đặc thù sức miễn dịch. Hắn đây là đang đánh cược, cũng là tại nếm thử. Đánh cược mình có thể nhẹ nhóm thôn phệ mông mông bụi bụi khí lưu, nhưng Bình Tâm lần nữa khôi phục tới. Nếm thử thêm một bước tiếp xúc thuần trắng ngọc thạch. Ông, mông mông bụi bụi khí lưu tiến vào Diệp Trần thể nội trong nháy mắt, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể 40 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn run một cái. Đồng thời, Diệp Trần tâm thần cũng ngắc ngoan quất xúc rồi một lần. So với phía trước, càng thêm mãnh liệt, gần như nhường hắn xuất hiện một sát na hôn mê. Nhưng cuối cùng, loại cảm giác này biến mất. Diệp Trần trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, ánh mắt hướng về phía trước đảo qua, phát hiện Bình Tâm dị biến trên người đang nhanh chóng tiêu thất, cuối cùng khôi phục trước kia bộ dáng. Xem ra là thắng cuộc. Diệp Trần nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương. Một khi thất bại, nói không chừng ngay cả mình đều sẽ sinh ra quỷ dị biến hóa. Ta, thế nào? Bình Tâm mở hai mắt ra, mang theo nghi ngờ liếc nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn hướng Diệp Trần, âm thanh có chút yếu ớt nói. Ngươi mới vừa rồi bị mông mông bụi bụi khí lưu ăn mòn, cơ thể ra hiện liễu nhất định trình độ dị biến, may mắn vòng xoáy bí thuật có thể thôn phệ mông mông bụi bụi khí lưu, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Diệp Trần lấy ít mà ý nhiều trình bày cả sự kiện cho Bình Tâm. Sau đó, hắn ngữ chuyển hướng, chân thành nói, bị mông mông bụi bụi khí lưu ăn mòn trong đoạn thời gian này, ngươi có gì cảm thụ, mới vừa ký ức đều biến mất. Bình Tâm nghe xong Diệp Trần lời nói, trong lòng không cầm được kinh ngạc. Bất quá, nàng không có quá nhiều kinh ngạc kinh hô, mà là thuận theo suy tư phút chốc, cuối cùng hồi đáp, ta vừa mới nhìn thấy ngươi bị mông mông bụi bụi khí lưu bao phủ, vô ý thức muốn lên tiếng nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, thế nhưng là ta còn không mở miệng, cũng cảm giác trước mắt ánh mắt một đen, phát hiện mình tiến nhập thuần trắng ngọc thạch nội bộ, đối mặt vặn vẹo điên cuồng chi cảnh. Lại tiếp đó, tầm mắt của ta một hoa, cũng cảm giác trước mắt vặn vẹo điên cuồng chi cảnh đang không ngừng biến hóa, ta cảm giác mình giống như là trong giấc mộng. Ở trong mơ, chúng ta về tới hỗn độn âm diện, trở lại liễu thiên bia văn minh thế giới, hết thảy đều cùng dĩ vãng như vậy, yên tĩnh tu luyện, vui chơi đùa giỡn, đến cuối cùng, ta ở trong mơ cũng ngủ thiếp đi, cả người triệt để ở vào một loại mơ hồ và vui sướng. Trạng thái, thẳng đến,
cuối cùng ta mở to mắt gặp lại ngươi. Nghe nói ý này, Diệp Trần bỗng cảm giác một hồi tim đập nhanh. Bình tâm chỉ là một tia ý chí, nhưng, nàng cũng là thứ thiệt luân hồi cấp võ giả. Có thể để cho luân hồi võ giả đắm chìm vào mộng cảnh, có thể thấy được hắn đáng sợ. Còn nữa, đây không phải một trọng mộng cảnh, mà là nhiều trọng mộng cảnh. Chỉ cần tại đệ một trọng mộng cảnh bên trong đi vào trầm luân, liền sẽ rơi vào đệ nhị trọng mộng cảnh, tiếp đó tại đệ hai trọng mộng cảnh rơi vào đệ tam trọng mộng cảnh. Theo mộng cảnh không ngừng trùng điệp, phá vỡ mộng cảnh độ khó cũng liền càng lớn. Chỉ là như vậy nghe nói, liền Diệp Trần cũng nhìn không được dùng mình. Liền luân hồi võ giả đều không thể ngăn cản, chớ nói chỉ là hỗn độn nguyên tộc cấp. Diệp Trần tâm trung cảm thán một tiếng, tiếp đó hướng về phía Bình Tâm đạo, ta sẽ lấy vặn vẹo bí thuật cùng vòng xoáy bí thuật bao phủ linh hồn không gian, dùng cái này ngăn chặn mông mông bụi bụi khí lưu xâm lấn, ngươi tạm thời nghỉ ngơi thật tốt. Hảo! Bình Tâm lúc này cực kỳ suy yếu, đương nhiên sẽ không cậy mạnh. Tại Diệp Trần rời đi thời điểm, Bình Tâm đột nhiên mở miệng nói, loại này mông mông bụi bụi khí lưu quỷ dị như vậy kinh khủng, liền luân hồi võ giả cũng không dám sơ suất, dựa theo tình huống bình thường, Dương Khôi cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, bởi vậy, hắn hoặc là đã biến thành vặn vẹo hỗn độn ý. Chí hóa thân, hoặc chính là nắm giữ thủ đoạn nào đó có thể ngăn cản loại ăn mòn này. Cái trước vẫn còn hảo, nếu là cái sau, ngươi cần phải vạn phần cẩn thận. Vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân cũng không có quá cao linh trí, vẹn vẹn giữ vững nguyên thạch sát lục dục vọng. Dù là không địch lại, cũng có thể tìm kiếm biện pháp thoát đi. So sánh phía dưới, một cái nắm giữ tâm cơ, lại nắm giữ lấy không hiểu thủ đoạn âm hiểm sinh linh, càng làm cho người cảm thấy khó mà đối ứng giao. Yên tâm đi, hết thảy giao cho ta liền có thể. Diệp Trần cho Bình Tâm một cái ánh mắt yên tâm, thân hình lấp lóe, cứ vậy rời đi linh hồn không gian. Ngay tại lách mình rời đi một sát na, Diệp Trần trên mặt lúng đồng tiền biến mất. Trong đôi mắt, lặng yên không tiếng động hiện ra vẻ ngưng trọng. Diệp Trần tâm bên trong rất rõ ràng Bình Tâm lo lắng. Cái gì giả, hắn hiểu thêm, thế cục bây giờ đến cỡ nào nghiêm trọng. Vô luận Dương Khôi phải chăng chịu đến thuần trắng ngọc thạch ảnh hưởng, Diệp Trần phải đối mặt, đều sẽ là một cái trước nay chưa có kình địch. Khác biệt duy nhất là, cái trước so cái sau hơi dễ đối phó một điểm. Hô! Diệp Trần dày đặc phun ra một ngụm chọc khí. Hắn thu thập suy nghĩ, cứ vậy rời đi thuần trắng ngọc thạch nội bộ. Ở đây tiếp tục ở lại, cũng sẽ không có kết quả. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chủ động ra tay. Tối thiểu nhất, dạng này có thể đem quyền chủ động chắc chắn ở trong tay chính mình. Hiu! Một vòng ánh sáng nhạt nở rộ. Không gian đen nhánh bên trong, lặng yên không tiếng động hiện ra Diệp Trần thân ảnh. Hắn vẫn như cũ ngụy trang thành tượng tổ bộ dáng. Một khi xuất hiện, chính là thận trọng thu liếm khí tức của mình, ánh mắt cũng là trước tiên liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy, ở đây đã biến thành một mảnh huyết tinh địa ngục. Nguyên bản đứng thẳng ở này hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, bây giờ đã cũng lại không nhìn thấy một người, có lại vẻn vẹn có nồng hậu dày đặc xương máu tràn ngập tại các nơi, khắp nơi đều là mùi huyết tinh. Xem ra tất cả đều vẫn lạc. Diệp Trần đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Làm mông mông bụi bụi khí lưu bao trùm tới thời điểm, liền hắn đều không thể phản ứng lại, một cái chớp mắt liền bị bao khỏa đi vào, đi tới thuần trắng ngọc thạch nội bộ. Hắn còn như vậy, huống chi là những cái kia đã mất đi cơ bản lý trí người. Ân, Diệp Trần ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Tại hắn trong tầm mắt, ngang nhiên đứng vững một thân ảnh. Người kia tự nhiên là Dương Khôi. Hắn sừng sững hư không, hai tay mở ra, đầu người vung lên, trên mặt hoàn toàn là vẻ hưởng thụ. Tại hắn chu vi, nổi lơ lửng nồng hậu dày đặc xương máu. Trong huyết vụ, nhưng là có từng sợi tinh thuần hỗn độn chi khí tràn ngập ra, tại Dương Khôi thu nạp phun ra nuốt vào bên trong, toàn bộ chui vào cái sau thể nội, tiếp đó bị dần dần luyện hóa hết. Ngoài trừ nồng hậu dày đặc xương máu bên ngoài, Dương Khôi đỉnh đầu chỗ, lơ lửng hai cái sáng chói ánh sáng choáng. Cái này hai cái trong vầng sáng bộ, cũng là tràn ngập ra tinh thuần hỗn độn chi khí. Cùng với, tại Dương Khôi ngay phía trước, lơ lửng năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn. Những vật này tạo dựng ra một bộ quỷ dị hình ảnh. Tịch liêu, im lặng. Nhường nhân nhất độ cảm giác không thấy thời ỷ gian phi tốc trôi qua. Hai cái kia sáng chói ánh sáng cầu khí tức rất quen thuộc, một giống vu sinh mệnh nguyên tổ, một cái khác giả thì giống hắc nham thánh tôn. Diệp Trần tâm trung hơi kinh ngạc. Hai người này có một điểm giống nhau, đó chính là vẫn lạc tại Dương Khôi trong tay. Chẳng lẽ cái này hai cái sáng chói ánh sáng cầu, chính là Dương Khôi đem hai người này chém giết sau đó,
Lặng yên đem hắn trong cơ thể hỗn độn chi khí cướp bóc đi, mãi đến lúc này mới quy mô hấp thu. Nếu như nói Dương Khôi cần hỗn độn chi khí, lấy thực lực của hắn, đại khái có thể tại hỗn độn nguyên địa thời điểm, liền đem tất cả mọi người tại chỗ diệt sát, hà tất phiền toái như vậy, trước đem những người này dẫn tới ở đây, sau đó lại trắng trợn hấp thu hỗn độn chi khí. Vấn đề này đã sớm tồn tại ở Diệp Trần trong đầu, vẫn luôn không có bắt được giảng giải. Ngươi như thế nào ở nơi này? Phút chốc, một đạo tiếng kinh hô đánh gãy Liễu Diệp Trần suy tư. Chỉ thấy phía trước Dương Khôi cuối cùng phát hiện Liễu Diệp Trần, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, vội vàng đình chỉ hấp thu hỗn độn chi khí, hóa thành một vòng như lưu quang lướt đến. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Trần, hai con ngươi ngưng thần, như muốn đem hắn triệt để xem thấu. Nhưng mà, Dương Khôi từ đầu đến cuối không thể xem thấu Diệp Trần ngụy trang, trong đôi mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, song mi gắt gao vặn cùng một chỗ. Ở trong nháy mắt này, Diệp Trần trong đầu hiện ra vô số ý niệm, cuối cùng, hắn không có trả lời Dương Khôi, đoán chừng giả vờ một bộ lửa nóng điên cuồng bộ dáng, không nhìn thẳng Liễu Dương Khôi tồn tại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, trong miệng phát ra tương tự với vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa người tiếng giống. Hưu, Diệp Trần động, hắn hóa thành một vòng lưu quang lướt qua Dương Khôi, đại thủ mở ra, lộ ra ngoài da trải rộng lân giáp cánh tay, trong hai con ngươi vẻ điên cuồng mạnh hơn, nghiễm nhiên giống như một chỉ đoạt thức ăn dã thú, hoàn toàn không có linh trí. Nơi này có một cái chi tiết nhỏ. Diệp Trần cũng không có tốc độ cao nhất chạy lướt qua, mà là có ý định chậm tốc độ lại. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn tuy là gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn ý chí mảnh vụn, kỳ thực một mực đang chú ý sau lưng Dương Khôi, tâm thần độ cao tập trung. Mà ở hậu phương, Dương Khôi ánh mắt càng thêm nghi hoặc, hắn nhìn một chút tượng tổ, lại nhìn một chút thuần trắng ngọc thạch, còn nhìn một chút hỗn độn ý chí mảnh vụn, trong miệng nỉ non nói, đây là có chuyện gì, thân là hỗn độn nguyên tộc tượng tổ, rõ ràng đã tiến nhập phá toái giới ấn nội bộ, theo lý mà nói, hắn tuyệt đối không. Pháp tiếp nhận giới ấn sức mạnh, hạ chàng sẽ cùng khắc nhân nhất dạng bộc lộ ra nguyên thủy bản nguyên. Có thể kết quả, hắn thế mà sống tiếp được, ý chí và cơ thể cũng chỉ là một số nhỏ chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn đã sớm tiếp xúc qua hỗn độn ý chí mảnh vụn, đã từ trong lĩnh ngộ bản chất? Đây không có khả năng, nếu như là như thế, ban đầu ở hỗn độn nguyên địa thời điểm, ta tuyệt đối sẽ trước tiên phát giác được trong cơ thể hắn hỗn độn ý chí mảnh vụn khí tức. Kỳ quái, thật sự là rất cổ quái. Từng cái nghi hoặc hiện lên, một trận nhường Dương Khôi có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vậy, hắn nhìn thấy tượng tổ, nhào về phía hỗn độn ý chí mảnh vụn, cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì, thủy chung là trận to hai mắt ngóng nhìn đi qua. Hắn muốn tiếp tục quan sát một chút, nhìn có thể hay không giải khai trong đó tân bí. Xem ra là trở thành. Diệp Trần tự nhiên nghe không được Dương Khôi trong lòng lời nói, nhưng hắn nhìn thấy Dương Khôi bộ dáng như vậy, liền biết kế hoạch của mình có hiệu quả. Hắn vừa rồi nghĩ tới vô số biện pháp. Cuối cùng, hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Dương Khôi là một cái tâm tư thâm trầm người. Một khi hắn nhìn thấy quỷ dị sự tình, hay là cục diện hướng về chính mình không hề có điểm báo trước phương hướng phát triển, tất nhiên sẽ tràn ngập nghi hoặc, hơn nữa thật sâu vì đó kinh ngạc. Lại thêm, Dương Khôi người mang 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, thực lực mạnh mẽ, tự xưng là có thể quét ngang hết thảy. Hắn nhìn thấy tình cảnh quái dị như vậy, phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải đối với Diệp Trần ra tay, mà là tiếp tục tính quan biến hóa, nhìn có thể hay không dựa vào phán đoán của mình giải khai đây hết thảy bí ẩn. Đây là một loại tự phụ biểu hiện. Nhưng vừa vặn phù hợp Dương Khôi nhân thiết lập. Nuốt. Diệp Trần cố nén trong lòng vui mừng, âm thầm thúc giục vòng xoáy bí thuật. Một cỗ hấp lực bộc phát ra đi. Trong chớp mắt, năm mai hỗn độn ý chí bị Diệp Trần nuốt vào trong bụng. Giống. Diệp Trần cố ý phát ra một đạo vui sướng tiếng gào thét âm. Hắn tiếp tục thi triển vặn vẹo bí thuật, đem chính mình cơ thể huyết nhục làm sơ vặn vẹo, hơn nữa lấy nguyên lực hóa thành từng viên lân phiến, giả bộ làm ra một bộ mình đã bị hỗn độn ý chí mảnh vụn ảnh hưởng, cơ thể bắt đầu chậm chạp xuất hiện dị biến. Một màn này, Diệp Trần có thể nói là rất tinh tường. Vừa rồi hắn giúp Bình Tâm ngăn chặn dị biến thời điểm, cơ hồ mắt thấy toàn bộ quá trình. Nhâm hà nhất chi tiết, hắn đều một mực ghi tạc trong đầu. Cách đó không xa, Dương Khôi thấy được, tượng tổ, nuốt vào năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, cũng biết thấy được, tượng tổ cơ thể phát sinh dị biến. Nhưng, hắn vẫn không có ra tay, tùy ý trong ánh mắt vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Dương Khôi hoàn toàn không làm rõ ràng được bây giờ là gì tình huống. Đây hết thảy hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Nguyên nhân chính là như thế,
Hắn muốn tiếp tục quan sát đi, nhìn có phải hay không chính mình nơi nào xảy ra sai sót, hoặc trong lúc đó xuất hiện dị biến gì. Đến nỗi vật gì khác, Dương Khôi hoàn toàn không quan tâm. Trong mắt hắn, chính mình người mang 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, hơn nữa thôn phệ số lớn hỗn độn chi khí, thực lực khủng bố, dù là hỗn độn đài phá diệt tại chỗ buông xuống, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay thông qua, không cần tốn nhiều sức. Chớ nói chi là, đối phương chỉ là một bình thường không có gì lạ hỗn độn nguyên tộc. Ta chậm chạp không cách nào câu thông giới ấn mảnh vụn, trong này khẳng định có chỗ sơ sẩy. Tượng tổ tiến nhập giới ấn mảnh vụn, cũng không có bị đồng hóa, còn có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn ý chí mảnh vụn. Có lẽ đây là một cái thời cơ, có thể để cho ta bước ra tối hậu na một bước. Càng nghĩ, Dương Khôi trong lòng càng là hưng phấn. Hắn tiến lên một bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, tượng tổ không dám bỏ lỡ Nhâm Hà nhất chi tiết. Chỉ bất quá, Dương Khôi phen này tiểu tâm tư cuối cùng không có kết quả. Bởi vì hắn trước mắt, tượng tổ, bất quá là Diệp Trần giả trang mà đến. Căn bản vốn không tồn tại cái gì câu thông giới ấn mảnh vụn. Một bên khác, Diệp Trần tự nhiên phát giác được Liễu Dương Khôi nhìn chăm chú. Trong lòng của hắn rất muốn cười, may mắn vẫn là cố nén, không có để lộ mảy may chân ngựa. Cùng một thời khắc, Diệp Trần đang nhanh chóng luyện hóa hỗn độn ý chí mảnh vụn. Vì thế chính là, bởi vì người mang 40 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, hơn nữa còn nắm giữ vòng xoáy bí thuật bản nguyên, cho nên Diệp Trần luyện hóa tốc độ cực nhanh. Cơ hồ một cái hô hấp liền có thể luyện hóa một cái hỗn độn ý chí mảnh vụn. Không đến một hồi công phu, 5 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn toàn bộ luyện hóa. Đến nước này, Diệp Trần hòa Dương Khôi một dạng, đều là người mang 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn. Cái thằng này còn chưa phát hiện manh mối. Mặt ngoài, Diệp Trần tiếp tục tùy tiện gào thét, giả vờ đang tại lột xác thành vằn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Vụng trộm, Diệp Trần nhất thẳng đang quan sát Dương Khôi. Hắn nhìn thấy Liễu Dương Khôi trong mắt lửa nóng, cũng nhìn thấy Liễu Dương Khôi trong mắt tham lam, lập tức đoán được Dương Khôi nhất định là lòng có sở cầu, cho nên mới sẽ chậm chạp không động thủ. Nguyên nhân trong đó, Diệp Trần tự nhiên không biết. Nhưng hắn cũng không hứng thú kia. Chỉ kiến Diệp Trần thoáng na di ánh mắt, theo dõi tràn ngập tại Dương Khôi quanh thân hỗn độn chi khí. Hiu, Diệp Trần thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng về Dương Khôi đánh tới. Vô luận là đánh giết động tác, vẫn là tiếng gào thét điều, Nhâm Hà nhất chi tiết, Diệp Trần cũng là có thể xưng hoàn mỹ, giống như một đầu chân chính vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Thấy cảnh này, Dương Khôi thần sắc khẽ biến. Nhưng hắn vẫn là không có ra tay, ngược lại nhân cơ hội này tản mát ra một tia hỗn độn khí hơi thở, ý đồ chui vào Diệp Trần thể nội. Diệp Trần mắt sắc, một chút xuyên thủng Liễu Dương Khôi tiểu tâm tư. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Trần trở tay vung ra, lợi chảo bộc phát ra hỗn độn khí hơi thở, lập tức đem Dương Khôi đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn há to miệng, trắng trợn cắn nuốt chung quanh hỗn độn khí hơi thở. Ông một tiếng, cơ hồ là cá voi hút nước giống như. Đại lượng hỗn độn khí hơi thở bị Diệp Trần thôn phệ, những nơi đi qua, một tơ một hào đều không còn sót lại. Những thứ này hấp lực một trận tác dụng tại Dương Khôi trên thân. Như muốn đem Dương Khôi trên dưới quanh người hỗn độn khí hơi thở cũng thôn phệ tới. Vẹn vẹn 5 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, lại có thể nhảy cảm phát giác ta hỗn độn khí hơi thở, cái này chẳng lẽ là trùng hợp. Dương Khôi bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Không đợi hắn nghĩ lại, Diệp Trần lại một lần vồ giết tới. Lần này, Diệp Trần hình thể trở nên càng thêm cực lớn, nghiễm nhiên giống như một đầu chân chính vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, miệng há mở giống như một vòng hắc động, từ trên xuống dưới, triệt triệt để bao trùm Liễu Dương Khôi, nhưng hắn không có nửa điểm không gian tránh né. Tự tìm cái chết, Dương Khôi có chút nổi giận. Hắn trở tay chấn động, vừa mới chuẩn bị muốn đem tượng tổ đánh bay ra ngoài, lại cảm giác bao phủ mình hấp lực biến mất, từng sợi hàng lâm xuống, trực tiếp tác dụng tại trên dưới quanh người hỗn độn khí hơi thở phía trên. Một mạch đem hắn hoác lấy ra đi. Cái này, Dương Khôi không khỏi ngốc tại chỗ. Vừa rồi hắn cho là tượng tổ đã kinh hoàn toàn đã biến thành vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân, đã mất đi tất cả lý trí, cho nên mới sẽ tùy tiện công kích. Há không liệu, tượng tổ cuối cùng thu tay lại, ngược lại trắng trợn hấp thu hỗn độn khí hơi thở. Hỗn độn khí hơi thở đối với hắn có tác dụng gì? Theo lý thuyết, hắn hẳn là theo dõi trên người ta hỗn độn ý chí mảnh vụn mới đúng. Dương Khôi lơ ngơ, nhìn không được thấp giọng nỉ non một câu. Hắn lúc này chú ý tới, vô cùng số lượng cao hỗn độn khí hơi thở, lập tức liền bị tượng tổ thôn phệ. Ở đây phía sau, tượng tổ hoàn toàn chưa từng xuất hiện một tia khó chịu,
cũng không có bởi vì hỗn độn khí hơi thở quá mức khổng lồ mà bạo thể bỏ mình, liền giống như là hoàn toàn luyện hóa như vậy, biểu hiện rất là bình thường, thậm chí trên mặt liệt ra một vòng cực kỳ nhân tính hóa lúm đồng tiền. Cùng đau khổ tìm kiếm, chẳng bằng trực tiếp cướp đoạt có sẵn, câu nói này nói đến có chút châm chọc, bất quá vẫn rất dùng tốt. Đột nhiên, tượng tổ, miệng nói tiếng người. Vốn cho rằng, tượng tổ triệt để biến thành vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa người Dương Khôi, lại một lần nữa lâm vào hoài nghi nhân sinh vũng bùn ở trong, một đôi mắt mở cực lớn, miệng há mở lại không phát ra thanh âm nào, y nha nha quái khiếu. Ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Tượng tổ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Liễu Dương Khôi một mắt, lại là nhếch miệng nở nụ cười càng thêm nhân tính, tràn đầy giọng mỉa mai cùng trào phúng. Cũng liền tại lúc này, Dương Khôi cảm thấy một tia không thích hợp. Hắn phát hiện, tượng tổ thanh âm thay đổi, không giống phía trước như vậy hùng hồn thô trọng, càng giống là một danh thanh nam. Hơn nữa, đạo thanh âm này, hắn thế mà cảm giác có chút quen thuộc, dường như đang nơi nào đã nghe qua. Hưu, ngay tại Dương Khôi thất thần phân tâm một sát, tượng tổ thân hình khổng lồ lại lần nữa đánh tới, tốc độ càng nhanh, thanh thế hung mãnh hơn, khiến cho cả vùng không gian đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, lộ ra ngoài ra từng đạo dữ tợn quỷ dị chân không địa mang, một mực kéo dài đến Dương Khôi trước mặt. Chạm, tượng tổ thân thể cao lớn trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó, óng ánh khắp nơi trong ánh sáng, hiện ra một thanh ngân bạch trường kiếm, từ trên xuống dưới, chút xuống ra nồng đậm ý chí chi lực, thẳng tắp chém về phía Dương Khôi mi tâm yếu hại. Bí thuật, Dương Khôi vốn là kinh ngạc vô cùng, bây giờ càng là kinh ngạc. Đợi đến hắn phản ứng lại, cái kia một thanh bí thuật trường kiếm đã đến, vô cùng gần sát thân thể của hắn. Phốc phốc, một vòng huyết tiến tăng vọt. Đã thấy Dương Khôi thân hình nhanh lùi lại ngàn mét, sắc mặt tái nhợt, trong miệng đại khẩu đại miệng thở hổn hển. Cánh tay phải của hắn bên trên, hiện ra một đầu cao vết máu. Vết máu sâu, bỗng nhiên có thể nhìn đến bạch cốt, kém một chút liền có thể đem hắn triệt để chặt đứt. Cơ hội tốt như vậy, vẫn là bị ngươi tránh ra, nói thật khá là đáng tiếc. Đạo kia sang sáng thanh niên âm thanh lại lần nữa truyền đến. Đồng thời, hào quang óng ánh bên trong, một cái người mặc áo đen gầy gò thanh niên nhanh chân đi ra. Hắn một tay cầm kiếm, một tay phụ bối, trắng nõn cương nghị trên khuôn mặt, tràn đầy trêu tức biểu lộ, đang dụng nhất chủng cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống Dương Khôi. Là ngươi? Dương Khôi một mắt liền nhận ra Liễu Diệp Trần. Lập tức, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ phức tạp, có kinh ngạc, có khó có thể dùng tin, cũng có cuồng hỉ cùng hưng phấn. Những tâm tình này trộn lẫn, khiến cho khuôn mặt trở nên có chút hứa dư tợn. Dụng nhất trùng đối đãi ánh mắt của con mồi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Trần cầm trong tay chiến thiên kiếm, trên mặt lúm đồng tiền nồng hậu dày đặc. Nhưng, hắn không dám khinh thường chút nào. Cứ việc Diệp Trần vừa rồi thôn phệ năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, cùng với số lớn hỗn độn khí hơi thở, thực lực có chỗ thuế biến. Có thể đối mặt với Dương Khôi, hắn vẫn là không có nhiều nắm chắc tất thắng. Cho dù trong cơ thể hai người hỗn độn ý chí mảnh vụn bằng nhau, nhưng Dương Khôi chu sát đại lượng hỗn độn nguyên tộc cùng hỗn độn nguyên tộc cấp võ giả, trắng trợn thôn phệ những người này hỗn độn khí hơi thở. Chớ nói chi là còn có sinh mệnh nguyên tổ. Chỉ là phương diện này, Diệp Trần cũng không dám sơ suất. Chớ nói chi là, Dương Khôi tựa hồ biết rất nhiều liên quan tới thuần trắng ngọc thạch tân bí, cùng với không biết phải chăng là có dấu áp đáy hòm bài. Ngày đó từ biệt, ta thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ đem ngươi bắt trở lại, tiếp đó thật tốt nghiên cứu một chút ở trong đầu của ngươi đến cùng chứa bao nhiêu tân bí, bất quá bây giờ cũng không muộn. Dương Khôi khóe miệng liệt ra vẻ lạnh như băng đường cong. Trong ngôn ngữ, trên bả vai hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục, liền một chút dấu vết cũng chưa từng lưu lại. Diệp Trần thấy cảnh này, trong đôi mắt lặng yên không tiếng động hiện lên một vòng tinh mang, trong miệng nhưng là đạo, lần trước ngươi có thể thắng ta, không có nghĩa là lần này ngươi cũng có thể thắng ta. Hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Nói xong, Diệp Trần huy kiếm chém tới, chiến thiên kiếm xẹt qua trường không, phảng phất có thể không nhìn thời không như vậy, trực tiếp buông xuống đến Dương Khôi trước mặt. Khoác lác, Dương Khôi vốn định cười to. Nhưng mà liền tại kiếm mang rơi xuống trong nháy mắt, hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, biến sắc, tiếng nói im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể hướng về bên cạnh lướt ngang ba trượng. Xoẹt, kiếm mang chém rụng tại Dương Khôi nguyên bản đứng thẳng chi địa. Vẹn vẹn vừa đối mặt, vùng hư không kia liền biến thành hư vô, triệt triệt để không tồn tại ở vùng hư không này. Màu đen sơn phong bên ngoài. Một vòng kiếm quang phá vỡ ngọn núi, chiếu rọi tại hoang vu không gian bên trên bầu trời,
Một trận đem trọng trọng hư không xé ra, có thể trực tiếp nhìn thấy mênh mông cuồn cuộn thế giới Trường Hà, thậm chí là trải rộng hỗn loạn rực rỡ tinh không. Thực lực của ngươi, Dương Khôi Bàng hung hăng co quắp phía dưới. Hắn nhìn một chút hư vô không gian, lại nhìn một chút đạo kia cao vết sách, trên trán trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Một kiếm này đủ để làm bị thương hắn. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, đoán chừng hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu không có mấy phần thực lực, ta há lại dám động thủ. Diệp Trần cười lạnh, thân hình lại lần nữa lóe ra đi, chiến thiên kiếm vung vẩy mấy ngày liền, không ngừng đem không gian chỉnh tề vỡ ra, tạo thành kiếm ảnh đầy trời đè hướng Dương Khôi. Nói khoác không biết ngượng. Dương Khôi bỏ lại một câu lời nói phía sau, hai tay đại khai đại hợp, trên dưới quanh người chút xuống ra hỗn độn chi khí hòa băng lạnh chi khí. Ầm ầm, kinh khủng thế công va chạm. Hai người chỗ ở không gian ầm vang nổ tung, liền cả tòa màu đen sơn phong cũng đều là tại kịch liệt run rẩy, nứt toác ra vết rách chẳng chịt. Nhưng mà, mỗi một lần màu đen sơn phong tới gần sụp đổ thời điểm, thuần trắng ngọc thạch đều sẽ phóng ra mông lung ánh sáng nhạt, đem hắn miễn cưỡng duy trì được, khiến cho không có ngay tại chỗ hỏng mất. Bên trong cơ thể ngươi hỗn độn ý chí mảnh vụn, số lượng lại không dưới ta. Luân phiên va chạm phía dưới, Dương Khôi tinh tường phát giác được Diệp Trần thể nội nắm giữ 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, thần sắc khẽ biến đảo, chẳng lẽ là ngươi biến mất trong khoảng thời gian này, một mực dấu ở nơi này săn giết vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Khó trách ta cảm thấy cổ quái, vì cái gì nơi này vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân số lượng ít như vậy, mà ở hỗn độn bên trong đại thế giới bộ, lại không có đại quy mô xuất hiện vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân. Đồng thời cái này lại có thể hoàn mỹ giảng giải, vì cái gì ngươi tiếp xúc đến giới ấn mảnh vụn, nhưng lại không giới ấn mảnh vụn đồng hóa, trong đoạn thời gian này, ngươi nhất định nhiều phiên tiếp xúc giới ấn mảnh vụn, từ đó có thể miễn cưỡng chống cự đồng hóa. Ngươi tại sao lại biết nơi này, đây hết thảy phải chăng cùng cứu đi ngươi người thần bí có liên quan. Dương Khôi đầu óc phi tốc vận chuyển. Hắn mỗi nói ra một vấn đề, tiếng nói liền mạnh hơn một chút, rất là hưng phấn, kích động. Đến cuối cùng, thậm chí có chút phấn khởi. Này liền giống như một cái thợ săn thấy được một đầu con mồi, theo con mồi truy sát tới thời điểm, không cẩn thận phát hiện con mồi quần cư chi địa. Gia hỏa này thật là khủng khiếp tâm tư, bất quá là va chạm mấy lần, liền đoán được trong cơ thể ngươi nắm giữ đại lượng hỗn độn ý chí mảnh vụn, cùng với đoán được trong khoảng thời gian này ở nơi này mà chuyện thực. Diệp Trần trong đầu, đột nhiên nghĩ tới Bình Tâm Thanh Âm. Bây giờ nàng vẫn như cũ suy yếu, tiếng nói cũng có khí bất lực. Nhưng cân nhắc đến đối phương thực lực kinh khủng, Bình Tâm cảm thấy có cần thiết tham dự vào, nói không chừng có thể giúp Diệp Trần nhất cánh tay chi lực. Còn có, gia hỏa này nhiều lần nâng lên giới ấn mảnh vụn. Nếu như không sai, trước mắt cái này thuần trắng ngọc thạch chính là cái gọi là giới ấn mảnh vụn. Bình Tâm lại nói một câu, không chờ Diệp Trần đáp lại, hay người trong tầm mắt, Dương Khôi như một vòng như lưu quang chạy lướt qua mà đến, tay phải nhô ra, thành trào, dò xét hướng Diệp Trần một sát na, cánh tay của hắn huyết nhục điên cuồng nhúc nhích, giống như cao su như vậy dọc theo đi, bên trên hiện đầy dữ tợn mắt dọc. Cùng hỗn loạn quỷ dị nước bọt, bàn tay càng là có một chương miệng lớn mở ra, như muốn tương Diệp Trần một ngụm nuốt vào. Nuốt! Diệp Trần cấp tốc lui lại, chiến thiên kiếm chém ra đi, không còn là kiếm mang phá không, mà là bắn ra cực lớn hấp lực, cưỡng ép cải biến quỷ dị cánh tay sát phạt quý tích. Cùng một thời khắc, Diệp Trần bỗng nhiên vung tay, đem chiến thiên kiếm giống như tiêu thương ném ra ngoài, thẳng đến Dương Khôi trái tim yếu hại. Phốc phốc! Chiến thiên kiếm chính xác không có lầm đâm vào liễu Dương Khôi trái tim. Có thể không chờ Diệp Trần hòa ninh tâm ngầm sinh vui mừng, chiến thiên kiếm đột ngột bị đánh bay ra ngoài, vững vàng cắm ngược ở không gian khu vực biên giới. Lại nhìn Dương Khôi, lồng ngực của hắn tuy bị xuyên thủng, trong đó nhưng lại không chảy ra tiên huyết. Ở nơi đó, từng khối đen như mực huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh liền đem vết thương bổ khuyết đứng lên. Trong lúc đó còn phun mạnh ra đại lượng mông mông bùi bùi khí lưu, như sương như khói, nháy mắt mấy cái ở giữa liền cuốn tới, tràn ngập tại không gian các nơi. Bình Tâm, nhanh chóng giấu đến linh hồn không gian chỗ sâu nhất. Diệp Trần vội vàng kêu to một tiếng. Đồng thời, hắn lấy vòng xoáy bí thuật bản nguyên chi lực, tương linh hồn không gian trọng trọng bắt đầu phong tỏa, tránh mông mông bụi bụi khí lưu chảy vào đi, lại lần nữa tạo thành Bình Tâm dị biến. Cũng chính là như thế một sát na công phu. Dương Khôi đi tới liễu Diệp Trần trước mặt, hai tay mở ra, hoàn toàn lộ ra ngoài ra cả một khối lồng ngực. Tại trong lồng ngực chỗ, bỗng nhiên có một cái to lớn khó hiểu hoa văn. Đó tựa hồ là một chương miệng lớn. Theo Dương Khôi cho bụi trên người che khí lưu càng nồng đậm, cả một cái khó hiểu hoa văn thế mà sống lại.
Nó phun mạnh ra một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng hấp lực, Tương Diệp Trần toàn thân cao thấp đều bao phủ đi vào, hơn nữa một chút đem hắn lôi kéo qua tới, nghiễm nhiên muốn một ngụm nuốt chửng vào bụng. Vòng xoáy bí thuật. Diệp Trần biểu lộ kịch biến. Dương Khôi trên người cực lớn hoa văn bộc phát ra hấp lực, hắn thế mà không cảm thấy lạ lẫm. Bỗng nhiên cùng vòng xoáy bí thuật cực kỳ tương tự. Bất đồng duy nhất là, đạo này khó hiểu hoa văn bộc phát ra hấp lực càng thêm thô, có một loại cổ lão nguyên thủy cảm giác. Dương Khôi bản thể là Hàn Tuyết Thánh Chủ, nó ý chí nhưng là hỗn độn ý chí hóa thân. Bình thường tới nói, hắn không phải biết được vòng xoáy bí thuật. Diệp Trần trong đầu thoáng qua ý niệm như vậy. Trong lúc suy tư, động tác trên tay của hắn cũng không thông chi, đồng dạng thi triển ra vòng xoáy bí thuật. Ông, vô biên vô tận hấp lực từ Diệp Trần trên thân bạo dũng đi ra. Hai cỗ hấp lực va chạm, vẹn vẹn kéo dài phút chốc, Diệp Trần bộc phát ra hấp lực tựu lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, trực tiếp đem khó hiểu hoa văn hấp lực thôn phệ hết, uy thế còn dư không giảm, trùng trùng điệp điệp bao trùm Dương Khôi quanh thân, muốn đem trên người của hắn hỗn độn khí hơi thở. Thậm chí cả người đều thôn phệ hết. Ngươi quả nhiên tiếp xúc giới ấn mảnh vụn. Không những như thế, còn từ trong nhận được liễu thần thông thủ đoạn. Hảo, phi thường tốt, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, đây hết thảy liền đều là của ta. Dương Khôi bị hấp lực bao phủ sau đó, chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra hưng phấn thần thái. Chỉ thấy hai tay của hắn rung động, cánh tay lập tức biến thành hai đầu ác tâm miếng thịt, bên trên đầy dữ tợn mắt dọc, mở ra khép kín ở giữa, vô số quỷ dị kỳ quang nở rộ, từng cái chui vào Diệp Trần trong tầm mắt. Diệp Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh màu sắc sặc sỡ màu sắc thế giới, đủ loại đủ kiểu màu sắc khối lập phương phiêu đáng vào hư không, mỗi một đạo đều tựa như là một cánh cửa, không biết thông hướng chỗ nào, càng không biết đại biểu cho vật gì. Cái này quang cảnh cùng thuần trắng ngọc thạch nội bộ vặn vẹo điên cuồng chi cảnh vô cùng tương tự, nhưng lại lộ ra thô ráp rất nhiều. Diệp Trần nhất mắt liền đem nó triệt để xem thấu. Cơ hồ cùng một trong nháy mắt, mảnh này cổ quái thế giới ầm vang hỏng mất, trước mắt tầm mắt lần nữa khôi phục tới. Diệp Trần chăm chú nhìn đi qua, lại nhìn thấy Liễu Dương Khôi trên mặt hiện đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, trong miệng run giọng nói cái này sao có thể, ngươi. Ngươi như thế nhẹ nhõm liền phá giải ta mê hoặc thần thông, chẳng lẽ bên trong cơ thể ngươi hỗn độn ý chí mảnh vụn so với ta còn nhiều hơn. Dương Khôi vẫn như cũ nhô ra hai cây miếng thịt quái thủ, phía trên mắt dọc vẫn như cũ mở ra, vẫn như cũ phóng ra đủ mọi màu sắc quỷ dị tia sáng. Nhưng mà, những ánh sáng này không cách nào đối với Diệp Trần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, liền giống như là bình thường hào quang như vậy. Ý chí tăng phúc. Diệp Trần lười nhác càng Dương Khôi tốn nhiều lời nói, lúc này thi triển bí thuật cường hóa ý chí của mình. Đáng nhắc tới, theo Diệp Trần hấp thu 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, hơn nữa thôn phệ số lớn hỗn độn khí hơi thở, bây giờ hắn không trọn vẹn ý chí nhận được tiến một bước chữa trị. Không chút nào khoa trương mà nói, bây giờ hắn thì tương đương với một cái độc lập hoàn chỉnh ý chí. Nhưng tựa hồ trở ngại thuần trắng ngọc thạch cùng sơn hắc sơn phong, hắn cũng không thể cảm ứng được bản thể chỗ, thậm chí ngay cả ngoại giới đều không thể làm ra bất luận cái gì cảm giác. Nuốt, chảm. Diệp Trần nhất tâm nhị dụng, tay phải nâng cao lên chiến thiên kiếm, nghênh khoảng không chém xuống đi. Tay trái việc này ngưng kết một phương đen như mực vòng xoáy, trong lúc huy động, đem Dương Khôi chỗ ở không gian triệt để phong tỏa ngăn cản, khiến cho không thể trốn đi đâu được. Ầm ầm thanh âm vang lên, kiếm mang cùng đen như mực vòng xoáy đồng thời buông xuống. Trong nháy mắt, Dương Khôi cả người đều bị ý chí chi quang bao phủ, phàm là tiêu tán ra một tia khí tức, hết thảy bị đen như mực vòng xoáy thôn phệ. Tiến tới lại lần nữa dẫn phát di thiên nổ tung. Một tiếng này thế cực kỳ khủng bố. Từ ngoại giới mở ra, nếu không phải thuần trắng ngọc thạch không ngừng phóng ra ánh sáng nhạt bao trùm sơn hắc sơn phong, cả tòa sơn hắc sơn phong sớm đã là giải thể. Liên đới, sơn hắc sơn phong chỗ ở hoang vu không gian, thêm một bước chấn động sụp đổ. Thậm chí, liền thế giới trường hà cũng nhận ảnh hưởng, khắp nơi nứt toác ra vết nứt không gian cùng thời không loạn lưu. Nghiễm nhiên giống như một tràng tận thế giống như, sắp giáng lâm đến hỗn độn đại thế giới. Diệp Trần hòa Dương Khôi thực lực cấp độ, tuyệt đối đạt đến luân hồi võ giả cấp bậc. Cả hai ra tay đánh nhau, thanh thế tự nhiên kinh khủng. Chỉ là hỗn độn đại thế giới há có thể ngăn cản. Kết thúc, Bình Tâm không phát hiện được Dương Khôi chút khí tức nào, nhìn không được nói một cái câu. Diệp Trần cũng giống như thế. Bất quá, hắn vẫn không dám có chỗ sơ suất. Hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chờ bụi mù dần dần tán đi, nơi đó lộ ra ngoài ra một mảnh hư vô khu vực, bên trong cái gì không có, chỉ có một mảnh tịch liêu hắc ám.
Diệp Trần đối với cái này hơi sững sờ. Dương Khôi đây là, vẫn lạc. Hay là nói, mới vừa thế công. Ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Sau lưng, một đạo lãnh nhược băng xương âm thanh vang lên, nhượng Diệp Trần bỗng nhiên dùng mình một cái. Cơ hồ ở vào bản năng như vậy, Diệp Trần bỗng nhiên xoay người một cái, chiến thiên kiếm hoành vung, thẳng đến tiếng nói truyền đến chi địa. Bang một tiếng, chiến thiên kiếm tựa hồ tiếp xúc đến cái gì cứng rắn vật thể, phát ra liễu nhất đạo kim thiết tiếng đánh âm. Sau đó Diệp Trần chính là nhìn thấy, đó là một tay nắm. Không, nói đúng ra hẳn là một cái lợi chảo. Một cái bị cứng rắn lân giáp bao vây lợi chảo. Đến nỗi người lên tiếng. Nhưng là một cái có được hình người, đầu người giống như bạch tuộc, sau lưng còn rất dài có một đôi hư thối đánh gãy cánh quỷ dị sinh vật. Cái này còn không phải là nhượng Diệp Trần kinh ngạc nhất. Quỷ dị sinh vật chỗ mi tâm, lại có một cái thuần trắng ngọc thạch. Diệp Trần vô ý thức nhìn một cái thuần trắng ngọc thạch. Kết quả, nơi đó rỗng tuếch. Ngươi đoán phải không sai, đây chính là giới ấn mảnh vụn. Quỷ dị sinh vật âm thanh cùng Dương Khôi một mô nhất dạng, liền trào phú ngữ điệu cũng là không có sai biệt. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lợi chảo nhẹ nhàng chấn động, liền tương Diệp Trần chiến thiên kiếm đánh bay ra ngoài, một cái khác lợi chảo thẳng tắp chộp tới, bên trên hiện đầy khó hiểu hoa văn, vừa bộc phát ra quỷ dị hấp lực, lại phóng ra năm thải vi quang, một trận nhượng Diệp Trần cảm giác đến cực lớn lực áp bách. Diệp Trần ngờ tới, trước mắt đầu này quỷ dị sinh vật hẳn là Dương Khôi. Về phần hắn vì cái gì có thể tránh né vừa rồi một kích kia, cùng với vì cái gì có thể đem thuần trắng ngọc thạch bỏ vào trong túi, Diệp Trần nhưng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng bây giờ, hắn cũng không rảnh suy tư. Hưu, vòng xoáy bí thuật bản nguyên thôi động. Một vòng đen như mực vòng xoáy xuất hiện tại Diệp Trần đỉnh đầu chỗ, lấy hấp lực vặn vẹo Dương Khôi thế công. Đến nỗi Diệp Trần nhưng là nhanh chóng triệt thoái phía sau, chuẩn bị rời đi mảnh không gian này. Trốn được sao? Dương Khôi chỗ mi tâm thuần trắng ngọc thạch phóng ra ánh sáng nhạt, một khi tiếp xúc đến đen như mực vòng xoáy, lập tức khiến cho hướng đi vặn vẹo, sụp đổ. Hai cái lợi chảo không có chịu ảnh hưởng, lập tức liền khóa chặt lại Diệp Trần. Một trái một phải, thẳng đến trái tim cùng đầu người yếu hại. Đáng giận. Diệp Trần hung hăng cắn răng, lúc này thôi động trong cơ thể hỗn độn ý chí mảnh vụn. Một cỗ tinh thuần hỗn độn khí hơi thở nở rộ, huyễn hóa thành hai cánh cửa nhà, một trái một phải, cao vút tại Diệp Trần trước người. Răng rắc, răng rắc, lợi chảo tiếp xúc đến hỗn độn môn hộ, lập tức thật sâu hõm vào. Bên trên, lực lượng kinh khủng không ngừng chút xuống, khiến cho cả tòa hỗn độn môn hộ đều trở nên vặn vẹo, liền không gian chung quanh cũng là như thế. Đây là vặn vẹo bí thuật. Diệp Trần sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn sở trường nhất hai đại bí thuật, Dương Khôi thế mà cũng có thể thi triển đi ra. Bây giờ tràn ngập tại Diệp Trần quanh thân vặn vẹo sức mạnh, bỗng nhiên cùng vặn vẹo bí thuật rất giống nhau. Giống như trước đó, cỗ này vặn vẹo sức mạnh rất thô ráp, tràn ngập nguyên thủy cảm giác. Đánh cái so sánh, nếu như nói Diệp Trần nắm giữ vặn vẹo bí thuật là một kiện tuyệt đẹp hàng mỹ nghệ. Như vậy cỗ này vặn vẹo sức mạnh chính là phôi thai, còn không có đi qua bất kỳ rèn luyện tinh tu. Không nghĩ tới vì đối phó ngươi, lại muốn vận dụng giới ấn mảnh vụn. Lúc này, Dương Khôi chậm rãi đi tới. Hắn vẫn là người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, nhưng một đôi tròng mắt lại duy trì nhân tính, bây giờ đang để lộ ra cao ngạo vẻ khinh thường. Trong ngôn ngữ, hắn lại lần nữa lấy tay. Nơi lòng bàn tay bỗng nhiên có một đạo khó hiểu hoa văn. Một cỗ hấp lực từ hoa văn bên trong bảo phát đi ra, trực tiếp bao phủ Diệp Trần quanh thân, giống như giỏi trong xương giống như lan tràn tại quanh thân các nơi, điên cuồng cảm ứng đến hỗn độn ý chí mảnh vụn. 45 mai. Dương Khôi chính xác biết được Diệp Trần thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó chê cười nói, thượng nhất lần may mắn mà có ngươi, ta duy nhất một lần lấy được hơn 20 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, lần này ngược lại tốt, ngươi lại một lần đưa tới cho ta như thế hậu lễ, thật đúng là để cho ta đối với ngươi vừa yêu vừa hận. Hấp lực đại tác, lập tức khóa chặt lại Diệp Trần thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần thể nội đồng dạng bộc phát ra kinh khủng hấp lực, ngạnh sinh sinh chống lại ở Dương Khôi hấp lực, song phương liền như vậy rằng co tại nơi. Ngươi bây giờ phản kháng có ý nghĩa sao? Dương Khôi cư cao lâm hạ nhìn xuống Diệp Trần, tiếng nói giọng mỉa mai nói, thượng nhất lần có người tới cứu ngươi, lại ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, lần này là sân nhà của ta, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Ta ngược lại thật ra không tin, người thần bí kia còn có thể đưa ngươi cứu đi. Chấm than ngoặc kép. Nói xong, Dương Khôi chỗ mi tâm thuần trắng ngọc thạch phóng ra ánh sáng nhạt.
Hắn thả ra tới hấp lực bạo tăng, trong mơ hồ, thế mà không thua gì Diệp Trần vòng xoáy bí thuật bản nguyên, cả hai không ngừng phát sinh va chạm, nhưng như cũ duy trì cái này một cái vi diệu cân bằng. Có ý tứ. Tại giới ấn mảnh vụn gia trì, ta nắm giữ thần thông uy lực gia tăng mãnh liệt, nhưng vẫn là không cách nào nghiền ép ngươi. Ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao, càng như thế quỷ gì. Dương Khôi đã đi tới Liễu Diệp Trần trước mặt, không chút nào che giấu trong lời nói nghi hoặc cùng tò mò. Cùng với một loại có chút bệnh trạng hưng phấn kích động. Ông, Dương Khôi nhô ra một cái tay khắc chảo, từ trên xuống dưới, liền muốn nhất cử xé ra Diệp Trần đầu người, đem hắn linh hồn ngạnh sinh sinh bắt lấy đi ra. Chậm đã, Diệp Trần bỗng nhiên quát một tiếng chỉ. Dương Khôi tay run lên. Thủ chảo khoảng cách Diệp Trần đầu người vẹn vẹn có một tấc, ngạnh sinh sinh dừng lại. Ngươi sợ? Hay là nói, ngươi nghĩ hướng ta cầu xin tha thứ? Dương Khôi mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói. Diệp Trần lại lắc đầu, sắc mặt đạm mạc nói ta chỉ là muốn cầu một cái rõ ràng. À, Dương Khôi lộ ra vẻ đăm chiêu, thu tay lại chảo, trên ánh mắt phía dưới đánh giá Diệp Trần, cuối cùng tuét miệng nói các ngươi nhân tộc chính là già mồm, chết đều phải chết, còn muốn cầu một cái minh bạch, chẳng lẽ như vậy thì có thể bị chết yên vui chút. Cười nhạo về cười nhạo, Dương Khôi lại không có ý tứ động thủ, hoàn toàn dụng nhất chủng đùa bỡn ánh mắt của con mồi quét mắt Diệp Trần, cười nói bất quá, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này, liền xem như là của ngươi trước khi chết nguyện vọng. Ngươi chỗ mi tâm thuần trắng ngọc thạch đến cùng là vật gì? Diệp Trần hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn về phía Liễu Dương Khôi mi tâm chỗ, hỏi một mực tồn tại ở trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Vật này chính là giới ấn mảnh vụn. Dương Khôi cảm thấy mình đã nắm giữ toàn cục, căn bản không đem Diệp Trần để vào mắt, trả lời càng dứt khoát. Kỳ thực, hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là muốn dụ lần trước cứu đi Diệp Trần người thần bí. Tại Dương Khôi xem ra, Diệp Trần đã bị hắn trưởng khống, lại không nửa điểm uy hiếp. Vừa vặn coi đây là mồi nhử, dẫn xuất một người khác. Hắn cảm thấy, một người khác thân phận đồng dạng quỷ dị, nói không chừng cũng cất giấu bí mật gì. Giới ấn lại là vật gì? Diệp Trần con ngươi đảo một vòng, cố ý nói, ta xông sáo tất cả đại văn minh, du tẩu cùng vô số thế giới, chưa từng nghe qua vật này. Ngươi không phải hỗn độn đại thế giới người. Nghe được Diệp Trần mà nói, Dương Khôi hơi hơi nhăn đầu lông mày. Trầm ngâm phút chốc, hắn lại giật mình nói, khó trách ngươi tiếp xúc giới ấn mảnh vụn nhưng không bị đồng hóa, chắc hẳn ngươi tới ở đây phía trước, hẳn là một tôn luân hồi võ giả, hơn nữa ý chí cực mạnh, cho nên mới có thể chống đỡ giới ấn mảnh vụn, hơn nữa trắng trận thôn phệ 40. Năm mai hỗn độn ý chí mảnh vụn. Nói như vậy, cứu đi ngươi người thần bí cũng là luân hồi võ giả, các ngươi là phụ trách lần này hỗn độn triều dâng tịnh hóa giả. Chúng kế. Diệp Trần tâm bên trong nhìn không được gieo hò một tiếng. Mặt ngoài, hắn nhưng là giả vờ một bộ bị vạch trần kinh ngạc bộ dáng, trong miệng liên tục khẽ nói, ngươi làm sao biết những thứ này tân bí. Nói đi, Diệp Trần lại bổ sung một câu, ta đến từ thiên đường văn minh. Dương Khôi nghe vậy, vẫn như cũ không sợ, trên mặt vẻ chợt hiểu càng đậm, cười khẩy nói, thiên đường văn minh xưa nay tự ngạo, từ trước tới giờ không đem mặt khác sinh linh để vào mắt, bây giờ ngươi lại bị hai ta đổ bắt, còn luân lạc tới như vậy chật vật hoàn cảnh, thật sự là có đủ mất mặt. Ngoặc kép. Dương Khôi triệt để tin tưởng Liễu Diệp Trần chuyện ma quỷ, đem hắn coi như là thiên đường văn minh người. Một khi mở miệng, thanh âm bên trong cao ngạo ý chí càng đậm, tiếp tục nói, bất quá, ngươi thậm chí ngay cả giới ấn cũng không biết là vật gì, xem ra ngươi ở đây thiên đường văn minh địa vị không cao, cái này cũng thuộc bình thường, chỉ ra nhân vật cao tầng, há lại sẽ tại hỗn độn đại phá. Diệt đi trước khi đến, liền tiến vào hỗn độn đại thế giới. Cái thằng này hí kịch thật nhiều. Gặp Dương Khôi một mực líu lo không ngừng. Diệp Trần âm thầm oán thầm một câu, vội vàng mở miệng kéo về chủ đề, lạnh lùng nói, ngươi tựa hồ không có trả lời vấn đề của ta. Diệp Trần tận lực bắt chước thiên đường văn minh mộng chiến thần giọng của. Quả nhiên, Dương Khôi càng là tin tưởng một cái phân, cười tủm tỉm giải thích nói, tại quan niệm của ngươi bên trong, mảnh này thiên địa rộng lớn chia làm âm dương nhị mặt, ở nơi này bên ngoài sẽ thấy không khác tồn tại, sự thật nhưng là không phải vậy, mà giới ấn chính là đến từ khác chi địa. Lại hoặc là nói là vị diện khác. Diệp Trần tâm đầu chấn động, hắn ngưng mắt nhìn về phía Dương Khôi, đã thấy Dương Khôi thần sắc thâm trầm, chậm chậm nói, ngươi đến từ thiên đường văn minh, chuyện đương nhiên biết, mỗi cái tinh cầu, mỗi cái thế giới, mỗi cái văn minh, thậm chí là âm dương nhị mặt, bọn chúng từng tầng đi lên, tạo dựng ra một cái khổng lồ mênh mông tồn tại. Nhưng nếu là đem hắn thu nhỏ hóa, nhìn thành là một cái chỉnh thể, như vậy đơn giản chính là một cái tràn đầy sinh linh điểm sáng. Đã có một điểm sáng,
Như vậy tự nhiên là sẽ có những thứ khác điểm sáng. Nếu như dùng các ngươi ngôn ngữ tới nói, giới ấn hẳn là lực lượng nào đó cụ tượng hóa, liền cùng ấn ký một dạng, bao hàm lực lượng khổng lồ, đủ loại đủ kiểu thủ đoạn thần thông. Diệp Trần không nói, âm thầm đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng. Náo hải đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, cái này thuần trắng ngọc thạch chỉ là giới ấn một bộ phận, vẻn vẹn một bộ phận liền năng ảnh vang dội đến hỗn độn ý chí, còn diễn sinh ra đủ loại đủ kiểu quỷ dị thần thông, nếu như cũng không tổn hại, chẳng phải là uy năng mạnh mẽ hơn. Có thể đản sinh ra khủng bố như thế chi vật vị diện, chẳng phải là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Trần trái tim run rẩy lợi hại. Hắn bị Dương Khôi mà nói hù dọa. Triệt để hù dọa. Hỗn độn ý chí tồn tại, đồng đẳng với âm dương nhị mặt chúa tể, cao nhất, vô xuất kỳ hữu. Một cái giới ấn mảnh vụn lại năng ảnh vang dội đến nó. Chớ nói chi là hoàn chỉnh giới ấn. Mà giới ấn đến từ những thứ khác vị diện, chỉ là kỳ trung nhất loại sức mạnh. Khó có thể tưởng tượng, đó là một bước như thế nào hình ảnh. Lại là một thế giới như thế nào. Ngu muội. Đang lúc Diệp Trần kinh ngạc thời điểm, Dương Khôi đột nhiên phát ra một đạo tiếng cười khẽ. Hắn liếc Liễu Diệp Trần một mắt, tựa hồ xem thấu người sau kinh ngạc, tuét miệng nói, tại các ngươi những thứ này thô bỉ người trong mắt, mãi mãi cũng chỉ có sức mạnh phân chia cao thấp, giới ấn năng ảnh vang dội đến hỗn độn ý chí, cho nên giới ấn cấp độ liền so hỗn độn ý chí cao. Ngoặc kép. Khó trách người thân là thiên đường văn minh luân hồi võ giả, lại không cách nào chạm đến cái này một tân bí, dù là có tư cách tham dự tịnh hóa kế hoạch ở trong, cũng chỉ là một cái mơ mơ màng màng lăng đầu thanh. Các ngươi có đôi lời nói rất hay, giữa người và người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nói xong, Dương Khôi bộc phát ra một hồi cười to. Tương tự với bạch tuộc đầu người phun mạnh ra nồng hậu dày đặc xương trắng, hình ảnh càng hài hước. Diệp Trần đương nhiên biết, Dương Khôi đây là đang chào phúng hắn. Từ đó tìm kiếm việc vui. Đối với cái này, Diệp Trần mặt ngoài giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, nhưng trong lòng thì không gợn sóng chút nào, tiếp tục thử dò xét nói, người đã nói, giới khác ở vị diện kia chỉ là một loại sức mạnh, một loại sức mạnh lại năng ảnh vang rồi trí cao vô thượng hỗn độn ý chí, cái này vì cái gì không thể nói. Minh vị diện kia cao hơn chúng ta sở tại chi địa. Vậy ta hỏi lại ngươi, vì cái gì năng ảnh vang rồi liền nói rõ đối phương cao hơn chúng ta? Dương Khôi đột nhiên hỏi lại một tiếng, nói tới ngôn ngữ, lập tức nhượng Diệp Trần sửng sốt một chút. Hắn há to miệng muốn phản bác, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Chính xác, năng ảnh vang dội, cũng không thể nói minh cao tải. Chỉ là Diệp Trần nhất đường đi tới, leo lên vô số võ đạo cao phong, cũng tải thay đổi một cách vô tri vô giác ở trong tạo thành ý nghĩ thế này. Cho nên bị Dương Khôi như thế hỏi ngược lại một cái, căn bản vốn không biết trả lời như thế nào. Dương Khôi cười khẩy nói, trong mắt của ta, thế giới cấp độ đạt đến âm dương nhị mặt, đã là final form, hoặc giả thuyết là tối cao tầng thứ vị diện, nhưng, tối cao tầng thứ vị diện không chỉ một, ở mảnh này mênh mông giữa thiên địa, còn có những thứ khác tối cao tầng thứ vị mặt. Những thứ này tối cao tầng thứ vị diện có hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh, bất đồng hệ thống, thậm chí ngay cả hình thái cũng là khác biệt, một khi cả hai có chỗ tiếp xúc, nhâm hà nhất phương đều năng ảnh vang dội đến một phương khác, từ đó sinh ra khó mà dự liệu to lớn biến hóa. Liền giống với giới ấn ra bây giờ âm dương nhị mặt, nó cũng không có áp đảo hỗn độn ý chí chi bên trên, nó chỉ là cải biến hỗn độn ý chí trạng thái, ảnh hưởng đến mảnh thế giới này vận chuyển, cùng với cùng một ít sức mạnh dung hợp được. Đản sinh ra sức mạnh hoàn toàn mới. Thậm chí là hệ thống tu luyện. Lộp bộp. Diệp Trần tâm bẩn bỗng nhiên run rẩy một chút. Hắn lập tức nghĩ tới vòng xoáy bí thuật cùng vặn vẹo bí thuật. Cái trước, Diệp Trần thông qua tiếp xúc giới ấn mảnh vụn, cảm ngộ vặn vẹo điên cuồng chi cảnh. Một chút đem hắn hoàn thiện, cuối cùng lĩnh mộ ra bí thuật bản nguyên, khiến cho có thể truyền thụ cho Bình Tâm, nhưng Bình Tâm cũng thoát khỏi thâm nguyên văn minh võ giả di chứng. Cái sau càng là trực tiếp. Diệp Trần là thông qua vặn vẹo hỗn độn ý chí hóa thân trên người hỗn độn ý chí mảnh vụn, một chút lĩnh mộ mà đến, cuối cùng cũng là thông qua cảm ngộ vặn vẹo điên cuồng chi cảnh, từ đó đem hắn sáng tạo ra. Cái này thình lình lại là Dương Khôi nói tới ảnh hưởng cùng dung hợp. Cùng lúc đó, Diệp Trần còn từ Dương Khôi trong giọng nói, phát giác một cái điểm mấu chốt. Dương Khôi đã đem Diệp Trần xem như là thiên đường văn minh người. Hắn trái một cái mơ mơ màng màng, phải một cái lăng đầu thanh, trắng trợn chào phúng Diệp Trần. Từ điểm đó có thể đoán được, thiên đường văn minh cao tầng vô cùng có khả năng biết giới ấn tồn tại. Sẽ liên lạc lại phía trước mơ hồ mặt người nói ủy thác cùng cảnh cáo. Diệp Trần cảm thấy, mơ hồ mặt người hẳn là không nói dối. Hắn rất có thể là hỗn độn ý chí. Đến nỗi vì cái gì hỗn độn ý chí sẽ bị áp chế lại,
có thể là cùng giới có dấu quan. Đồng thời, cũng cùng thập đại văn minh có liên quan. Diệp Trần, chuyện này khổng lồ đến đáng sợ, đã đến người ta khó mà nhúng tay cấp độ, e rằng liền Thâm Nguyên văn minh cũng là quá sức. Bình Tâm cũng liên tưởng đến đây hết thảy. Nàng lúc nói chuyện đang run rẩy, phát ra từ nội tâm cảm thấy run rẩy. Chuyện này không chỉ là liên quan đến thập đại văn minh cùng hỗn độn ý chí, vô cùng có khả năng quan hệ đến những thứ khác vị diện, cùng với đủ loại không biết lực lượng quỷ dị. Như thế cấp độ sự tình, tuyệt không phải một hai cái luân hồi võ giả, hoặc một hai cái văn minh thế giới có thể tham dự vào. Ta bây giờ còn có thể thoát thân sao? Diệp Trần nhưng là cười khổ một tiếng. Bình Tâm sững sờ, sau đó cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hoàn toàn chính xác. Chính như mơ hồ mặt người nói, Diệp Trần đã nhập cuộc. Một khi vào cuộc, liền không còn cách nào thoát thân. Liên đới, toàn bộ thiên bi văn minh thế giới đều sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn. Vậy ngươi mục đích là cái gì? Diệp Trần đột nhiên hỏi hướng Dương Khôi, nhìn thẳng đạo, ngươi vốn là hỗn độn ý chí mảnh vụn, phía sau đoạt xác một cái hỗn độn nguyên tộc, bây giờ lại ý đồ trưởng khống giới ấn mảnh vụn, giá tâm của ngươi cũng không giới hạn trong vượt qua hỗn độn đại phá diệt, từ thiên đường văn minh trong tay sống tạm xuống. À, đó là tự nhiên, Dương Khôi ngẩng đầu lên sọ, dụng nhất trùng khoe khoang giọng điệu nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, đủ để nhẹ nhóm thu thập 99 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn. Lại thêm cái này giới ấn mảnh vụn, ta liền có thể câu thông hỗn độn ý chí và giới ấn, hơn nữa coi đây là cầu nối, cùng. Lúc nắm giữ cái này hai đại sức mạnh, đến lúc đó, ta sẽ trở thành mới tinh sinh mệnh. Ta có sức mạnh, nắm giữ thần thông, thậm chí ngay cả hình thái sinh mạng, đều sẽ có đường tại vị diện này, cùng với khác vị diện. Ta sẽ sáng tạo một vị diện mới, chuyên thuộc về ta vị diện. Mà ta chính là vị diện người sáng tạo. Nói xong lời cuối cùng, Dương Khôi cả người trở nên phấn khởi. Quanh người hắn trên dưới lân giáp bắt đầu run rẩy, chỗ sau lưng cánh thịt trở nên càng thêm khổng lồ, nhưng cũng càng thêm hư thối, chút xuống khí tức cũng biến thành hỗn loạn, cuồng bạo. Lời nói được ngược lại là đơn giản dễ dàng, Diệp Trần nhún vai, không chút lưu tình đâm thủng đạo, mỗi cách một đoạn thời gian, hỗn độn ý chí liền sẽ phát sinh sao động, loại này sao động bản chất, kỳ thực chính là giới ấn mảnh vụn cùng hỗn độn ý chí mảnh vụn tiến vào hỗn độn dương diện, dẫn phát một loạt hỗn loạn quá trình. Chấm ngoặc kép. Cái này cũng là vì cái gì, chúng ta thập đại văn minh muốn khai triển tịnh hóa kế hoạch, nó mục đích, đơn giản chính là thu hồi giới ấn mảnh vụn cùng hỗn độn ý chí mảnh vụn, lần lượt ngăn chặn hỗn loạn bộc phát. Bây giờ đều đi qua năm tháng khá dài như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua trong miệng ngươi cái gọi là hoàn toàn mới sinh mệnh. Ngươi ở đâu ra dũng khí nói mình chắc chắn có thể vượt qua hỗn độn đại phá diệt. Diệp Trần căn cứ chính mình biết tình báo, đại khái mô phỏng ra một cái tân bí hình dáng. Hắn vừa nói chuyện, vừa quan sát Dương Khôi biểu tình biến hóa. Gặp cái sau đột nhiên nhíu chặt lông mày, hơn nữa rơi vào trong trầm tư, hắn không khỏi nới lỏng một ngụm chọc khí. Xem ra hắn mới vừa nói cũng không quá lỗi lớn sai. Toàn bộ tân bí đại thể chính là như thế. Dương Khôi bản thân là hỗn độn ý chí hóa thân, phía sau đoạt xác Hàn Tuyết Thánh Chủ. Nhưng mà, hắn lại biết thiên đường văn minh cùng giới ấn lai lịch. Cho nên Diệp Trần ngờ tới. Những tin tức này vô cùng có khả năng đến từ giới ấn mảnh vụn. Dạng này cũng có thể hoàn mỹ giảng giải, vì cái gì thập đại văn minh sẽ tham dự vào trận này vòng xoáy bên trong. Bất quá, Diệp Trần chỉ là đại khái đoán được tân bí hình dáng. Bên trong còn rất nhiều chi tiết, Diệp Trần từ đầu đến cuối không thể nghĩ rõ ràng. Tỷ như, thập đại văn minh đã sớm biết giới ấn tồn tại, vì cái gì không có truyền xuất quan tại vị diện khác nghe đồn. Hỗn độn ý chí và giới ấn ở giữa, đến cùng ở vào một cái như thế nào quan hệ? Giới ấn tại sao lại xuất hiện ở bọn hắn chỗ ở vị diện? Còn có một cái lớn nhất nghi hoặc. Vì cái gì Diệp Trần liên tiếp tiếp xúc giới ấn mảnh vụn, lại không có chịu đến đồng hóa ảnh hưởng, từ đầu đến cuối đều có thể duy trì lý trí. Nếu muốn giải khai những thứ này bí ẩn, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, không gì bằng xâm nhập hỗn độn hạch tâm chi địa, ở trước mặt hỏi thăm. Hỗn độn ý chí. Diệp Trần đem các loại nghi hoặc ý niệm áp chế xuống, trong lòng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Kỳ thực, hắn đối với cái này chút tân bí cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là muốn thật tốt phát triển thiên bi văn minh thế giới, chính mình từng bước một tu luyện, bước vào cảnh giới cao hơn, từ đó tiến vào hồng hoang chi địa, tìm kiếm tôn nghị hòa tôn hành giả. Không thể làm gì, hắn bị cuốn tiến vào trận này vòng xoáy. Bây giờ đã là thân bất do kỷ. Ta không một dạng. Phút chốc, một mực tại cúi đầu trầm tư Dương Khôn, phát ra liễu nhất đạo tiếng gào thét.
Hắn cái kia bạch tuộc đầu không ngừng ngọ nguậy xúc tu, âm thanh trầm giọng nói, ta đã cùng giới ấn mảnh vụn sinh ra cộng minh, tương lai không lâu, còn có thể đệ tử 99 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, thêm một bước bắt đầu tiến hóa, thực lực như thế phía dưới, liền xem như thiên đường văn minh cũng ngăn không được ta. Huống chi, ta còn có ngươi. Càng nói, Dương Khôi càng là hưng phấn, hai mắt đỏ bừng đạo, chỉ cần đem ngươi giết, nhất cử cướp đoạt trong đầu của ngươi ký ức, ta liền có thể tin tưởng biết thiên đường văn minh tịnh hóa tiến trình, chỉ cần xử lý thích đáng, ta thậm chí có thể săn giết thiên đường văn minh võ giả. Chấm than ngoặc kép. Rất hợp lý kế hoạch. Diệp Trần sau khi nghe xong, không keo kiệt chút nào đưa cho tán thưởng. Lại tiếp đó, khóe miệng của hắn một phát, cười nhạo nói, nhưng mà thật đáng tiếc, mộng đẹp của ngươi rơi vào khoảng không, ta căn bản không phải cái gì thiên đường văn minh người, ta cũng không biết cái gì tịnh hóa kế hoạch, nói ngắn gọn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dương Khôi trên mặt vẻ hưng phấn ngưng kết. Hắn ngẩn người, tiếp đó cười to nói, tiểu tử thúi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể lừa gạt đến ta. Diệp Trần nhún vai, ngữ khí vô tội nói, ta vừa rồi chỉ là tùy tiện giả mạo thiên đường văn minh võ giả, nghĩ bộ một bộ ngươi, không nghĩ tới ngươi dễ lừa gạt như vậy, giam ba câu liền tin tưởng. Huống chi, ngươi vừa rồi cũng luôn miệng nói, hỗn độn đại phá diệt mang đến thời điểm, thiên đường văn minh thì sẽ hạ xuống, đã như vậy, cái kia trước đó ta cần gì phải thu thập hỗn độn ý chí mảnh vụn, dứt khoát chờ ngươi thu thập thỏa đáng, sau đó lại nhất cử cướp đoạt. Không được sao? Dương Khôi hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn muốn mở miệng phản bác, nhưng lại cảm thấy cực kỳ có đạo lý. Nhiều lời vô ích. Dương Khôi đại thủ bỗng nhiên vung lên, hừ nói, đợi ta đưa ngươi bắt giữ, thật tốt vơ vét một phen trí nhớ của ngươi, đến lúc đó chân tướng tự nhiên đại bạch. Ầm ầm. Dương Khôi nhô ra thủ trảo, thẳng tắp hướng về Diệp Trần chộp tới. Lần này, hắn không có lưu thủ, trực tiếp bộc phát ra tất cả mông mông bụi bụi khí lưu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không hóa thành mông lung. Giới ấn mảnh vụn phóng ra mông lung ánh sáng nhạt, xen lẫn tại mông mông bụi bụi khí lưu bên trong, chút xuống ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác thần bí. Nhưng mà, đối mặt với Dương Khôi nổi giận ra tay, Diệp Trần bất động, khóe miệng lúm đồng tiền nồng hậu dày đặc. Đã quá muộn. Hắn đột nhiên phun ra ba chữ. Chờ tối hậu nhất đạo tiếng nói rơi xuống đất, Diệp Trần cái kia giấu ở trong tay áo tay phải, lặng yên không tiếng động búng tay một cái. Ông một tiếng. Nguyên bản thanh thế hung mãnh Dương Khôi đột nhiên cứng ngắc giữa không trung. Hắn vẫn như cũ duy trì mới vừa bá đạo tư thế, khí tức quanh người cũng là dị thường cuồng bạo. Bất quá, hắn ngửa bên phải thân thể thế mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn chỗ, chẳng biết lúc nào ra hiện liễu nhất mai tất hắc quang điểm. Cái này tất hắc quang điểm giống như là phong nhãn như vậy, điên cuồng bộc phát ra quỷ dị hấp lực, đem Dương Khôi cơ thể, mông mông bụi bụi khí lưu, liền ngoại giới không gian, cũng đều cùng nhau hấp thu đi vào, không ngừng bao phủ vặn vẹo, dẫn tới một hồi không gian dị động. Cái này, lực lượng này, Dương Khôi kinh hãi, một mắt liền nhận ra cỗ lực lượng này, bỗng nhiên đến từ giới ấn mảnh vụn. Bất đồng duy nhất là, cỗ lực lượng này so giới ấn mảnh vụn thần thông phức tạp hơn. Ta hiểu được, Dương Khôi đột nhiên nghĩ minh bạch cái gì, hai mắt gắt gao trừng Diệp Trần, run giọng nói, ngay từ đầu một kiếm kia kiếm khí ở trong, bỗng nhiên bám vào cỗ lực lượng này, một khi tiếp xúc đến thân thể của ta liền ẩn núp đi. Ngươi cũng không ngốc. Diệp Trần nhếch miệng nở nụ cười, nói tới âm, cùng nhau tương đương với chắc chắn Liễu Dương Khôi phỏng đoán. Không bao lâu phía trước, Diệp Trần triển lộ ra thân phận chân thật. Khi đó, hắn lấy chiến thiên vung đánh, tại Dương Khôi trên thân lưu lại một đạo vết máu. Một kiếm kia ngoại trừ lực lượng của ý chí, còn kèm theo một tia vặn vẹo bí thuật sức mạnh. Mọi người đều biết, Diệp Trần vặn vẹo bí thuật bắt nguồn từ giới ấn mảnh vụn. Nhưng ở này phía trên, Diệp Trần còn sáp nhập vào rất nhiều chính mình đối với võ đạo kiến giải, cuối cùng tại sáng tạo ra bí thuật này. Theo xoay khúc chi lực chui vào Dương Khôi thể nội, Diệp Trần nhất thẳng thận trọng ẩn núp, hơn nữa phí hết tâm tư kéo dài thời gian, từ đó nhường xoay khúc chi lực xâm nhập đến Dương Khôi thể nội. Vặn vẹo bí thuật bắt nguồn từ giới ấn mảnh vụn, tuy có khác biệt, lại bản nguyên tương tự, ngươi nếu là tinh tế cảm giác, nhất định có thể phát giác được sự hiện hữu của nó, chỉ tiếc, ngươi quá mức tự đại ngu xuẩn. Căn bản không có nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào tính toán. Người ta tất cả người mang 45 mai hỗn độn ý chí, lại thôn phệ đại lượng hỗn độn khí hơi thở, lại càng không cần phải nói, ta tự thân vẫn là một tôn luân hồi võ giả. Người ở đâu ra tự tin cảm thấy, mình đã nắm chắc phần thắng. Câu nói này, Diệp Trần đã sớm giấu ở trong bụng rất lâu, bây giờ rốt cuộc lấy nói ra, trong lòng bỗng cảm giác một hồi thư sướng.
Dương Khôi nhưng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, một đôi mắt giống như muốn trừng ra ngoài như vậy, hận không thể dùng băng lãnh ánh mắt tương Diệp Trần thiên đao vạn quả. Ngươi chắc chắn phải chết. Cuối cùng Dương Khôi kìm nén không được lửa giận trong lòng, quát một tiếng phía dưới, trực tiếp mở ra miệng rộng, đem cuồn cuộn hấp lực bao trùm Diệp Trần. Lời này ngươi cũng nói bao nhiêu lần, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy phiền? Diệp Trần tức giận nhả rãnh một cái câu. Nói xong, Diệp Trần lại là một cái búng tay đánh ra. Nhất thời, Dương Khôi nửa bên phải cơ thể thêm một bước vặn vẹo, một trận đem cuồn cuộn hấp lực cắt đứt. Nhân cơ hội này, Diệp Trần động, hắn lại lần nữa thôi động ý chí tăng phúc bí thuật, trên tay phải, chiến thiên kiếm chém ngang ra ngoài, không nhìn liễu thì gian cùng không gian trở ngại, không có chút nào sặc sỡ đem Dương Khôi cánh tay trái chém xuống. Thôn vệ đại lượng hỗn độn khí hơi thở sau đó, luận mặt giấy thực lực, Diệp Trần đã không kém gì Dương Khôi. Hắn vừa rồi một mực tại giấu dốt. Một là nhường vặn vẹo sức mạnh có thể xâm nhập Dương Khôi thể nội. Hai là thăm dò Dương Khôi thực lực cùng thủ đoạn. Diệp Trần bây giờ trên cơ bản có thể xác định, Dương Khôi đã hoàn toàn bị giới ấn mảnh vụn ảnh hưởng, phần lớn sát phạt thủ đoạn đều là đến từ giới ấn mảnh vụn. Lan. Dương Khôi bị đánh gãy đi cánh tay phía sau, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ thấy tay cụt ra, một cỗ nồng hậu dày đặc hỗn độn khí hơi thở dâng trào, phảng phất liền thời gian đều không cần, chính là một lần nữa ngưng tụ ra một cánh tay. Trên cánh tay, năm ngón tay mở ra. Một cỗ cực kỳ nói hùa vặn vẹo bí thuật nguyên thủy sức mạnh tuôn ra, mênh mông cuồn cuộn bao phủ lại Diệp Trần. Chiêu số giống vậy, ngươi tuyệt đối sẽ đối với ta hữu dụng. Bây giờ, cái kia một cỗ vặn vẹo sức mạnh vẫn tồn tại như cũ tại Dương Khôi thể nội, không ngừng phá hư trong cơ thể hắn khí tức lưu chuyển. Cũng chính bởi vì như thế, Dương Khôi động tác trở nên rất trì trệ. Mặc dù hắn đã tận lực giấu giếm, nhưng vẫn như cũ tránh không khỏi Diệp Trần hai mắt, trong tay chiến thiên kiếm lại lần nữa chém xuống đi, trực tiếp đem nguyên thủy sức mạnh vỡ ra, rõ ràng lộ ra ngoài ra Dương Khôi thân hình, cùng với cái kia một trương tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ khuôn mặt. Nuốt! Kiếm mang không rơi, Diệp Trần có phun ra một mắt. Đỉnh đầu chỗ, đen như mực vòng xoáy buông xuống. Vừa mới chuẩn bị đánh trả Dương Khôi, chỉ cảm thấy lực lượng của mình bị hấp lực chỗ cướp đoạt không còn một mống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm mang đánh tới. Hiu! Trong chớp mắt, Dương Khôi chỗ mi tâm giới ấn mảnh vụn chấn động. Một cỗ cổ lão khí tức bao phủ, giống như một cánh cửa giống như, miễn cưỡng đỡ được chiến thiên kiếm kiếm mang, đồng thời, cũng sắp vòng xoáy bí thuật ngăn cách bên ngoài, từ đầu đến cuối không thể trói buộc chặt Dương Khôi. Dương Khôi bắt được cái này không còn một mống khe hở, thân hình vội vàng lui về phía sau lao đi. Cuối cùng chạy lướt qua hơn ngàn mét, lúc này mới dừng lại cước bộ. Hắn hé miệng, đại khẩu đại miệng thở dốc, khắp khuôn mặt là vẻ may mắn, một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu không phải kịp thời thúc giục giới ấn mảnh vụn, chiến thiên kiếm rơi xuống, dù là không chết cũng muốn nửa tàn phế trọng thương. Đáng giận đồ vật. Dương Khôi gắt một cái, vừa nhìn chằm chằm Diệp Trần, một bên nếm thử khu trục trong cơ thể vặn vẹo sức mạnh. Nhưng mà, cỗ lực lượng này cực kỳ kiên cố, từ đầu đến cuối không cách nào loại trừ. Chỉ có dựa vào giới ấn mảnh vụn sức mạnh, mới có thể đem áp chế, nhiên hậu nhất điểm điểm bóc ra. Chảm! Dương Khôi còn chưa làm nhiều thở dốc, đại biểu cho tử vong tiếng quát lại một lần nữa truyền đến. Ngẩng đầu, thiên khung một mảnh đen kịt. Chỉ thấy to lớn đen như mực vòng xoáy hàng lâm xuống, một trận đem cả vùng không gian đều bao phủ đi vào, nhưng hắn không thể trốn đi đâu được. Tại vòng xoáy phía dưới, nhưng là trăm ngàn kiếm mang. Mỗi một đạo đều ẩn chứa hỗn độn khí hơi thở hòa ý chí chi lực, trồng chất, đầy khắp núi đồi, sinh sinh chiếu vào Dương Khôi mi mắt bên trong, mãi đến hoàn toàn áp bách xuống. Ầm ầm thanh âm vang lên. Vốn là hỗn loạn không chịu nổi sơn hắc sơn phong nội bộ, càng là bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cả ngọn núi đều gần như sụp đổ. Không gian nội bộ, từng đạo vết sách nổi lên, ngoại trừ dựa vào một cỗ yếu ớt sức mạnh đang miễn cưỡng duy trì lấy, một trận có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài hoang vu không gian, cùng với đã sớm trăm ngàn lỗ thủng thiên khung không gian, khắp nơi đều phun mạnh ra khí tức tử vong. Chờ hỗn loạn thanh thế tiêu tan xuống, chỉ thấy không ai bị nổi Dương Khôi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên người của hắn quần áo rách mướp, quanh thân hiện đầy vết thương ghê rợn, nhất là nửa bên phải thân thể, vặn vẹo sức mạnh còn tại, vẫn như cũ một chút vặn vẹo huyết nhục của hắn thân thể, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh. Tại Dương Khôi trên cổ, còn mang lấy một thanh ý chí trường kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén, đang chút xuống ra phong dậy chi khí. Đến nỗi chỗ chui kiếm, nhưng là nắm chặt một cái trắng nõn bàn tay, một mực đi lên, mãi đến nhìn thấy Diệp Trần tấm kia không vui không đổi lạnh lùng khuôn mặt.
lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán với ta, tiếp đó đối với ta phát động mãnh liệt thế công, các ngươi nhân tộc quả thực ti tiện. Dương Khôi phun ra một ngụm nóng bỏng tiên huyết, tuét miệng, một mặt giọng mỉa mai nhìn hướng Diệp Trần. Đối với cái này, Diệp Trần cũng không mở miệng. Đã thấy trong tay hắn Trảm Thiên kiếm liên tiếp huy động, chỉnh chỉnh tè tè đem Dương Khôi tứ chi chặt đứt, hơn nữa phóng ra hỗn độn khí hơi thở, trực tiếp phong tỏa ngăn cản gãy chi nứt ra, kiềm chế hắn tái sinh tốc độ. Trừ cái này một chút, Diệp Trần còn thi triển ra vòng xoáy bí thuật, tiếp tục không ngừng thôn phệ Dương Khôi trên người hỗn độn khí hơi thở. Thẳng đến làm xong đây hết thảy, Diệp Trần lúc này mới lên tiếng, cổ ngữ lời, binh bất yếm trá, huống chi, ta chỉ là hợp lý lợi dụng thần thông của mình thủ đoạn, như thế nào từ trong miệng của ngươi nói ra, một bộ ta cọ sát ngươi tiện nghi ý tứ. Nếu như ngay cả dạng này đều tính toán ti tiện, vậy theo ngươi ý tứ, ta tốt nhất chính là từ bỏ chống lại, tiếp đó chờ ngươi thật tốt thịt cá một phen, ta nói không sai à. Nói xong, Dương Khôi lập tức yên lặng. Nếu như muốn nói ti tiện, trước đây Dương Khôi ra tay đánh lén Diệp Trần, nghiền sát Nguyệt Vị Ương, cướp trắng trợn hỗn độn ý chí mảnh vụn, không có chỗ nào mà không phải là hèn hạ cử động. Bây giờ từ Dương Khôi trong miệng nói ra những lời này, ngược lại có chút châm chọc chi ý. Ông, Dương Khôi thể nội đột nhiên truyền ra một đạo vù vù âm thanh. Ngay sau đó, một cái lập lòe yếu ớt hào quang hỗn độn ý chí mảnh vụn, từ Dương Khôi thể nội phiêu đãng đi ra, tiếp đó theo vòng xoáy bí thuật bản nguyên hấp lực, thẳng tắp rơi xuống Liễu Diệp Trần trước mặt, cuối cùng bị Diệp Trần trực tiếp nuốt vào, cuối cùng tại thể nội phi tốc luyện. Hóa, phảng phất liền thời gian đều không cần, cái này hỗn độn ý chí mảnh vụn liền bị luyện hóa hết. Trong cơ thể hai người hỗn độn ý chí mảnh vụn cân bằng liền như vậy bị phá vỡ. Tiểu tử thúi, ngươi chẳng lẽ là không có thắng nổi? Ta, không phục. Nếu như ngươi coi như có loại người, nhanh chóng triệt hồi gò bó, ngươi ta thật tốt đại chiến một phen. Từng đạo phẫn nộ ngôn ngữ, từ Dương Khôi trong miệng thốt ra. Tiếng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ. Kỳ thực, trong lòng của hắn đã có chút sợ. Chính như phía trước nói tới, hai người mặt giấy thực lực vốn là sàn sàn với nhau. Bây giờ Diệp Trần từ trong cơ thể hắn tước đoạt một cái hỗn độn ý chí mảnh vụn, triệt để đánh vỡ giữa hai người cân bằng. Đã như thế, thì trở thành Dương Khôi hơi kém tại Diệp Trần. Huống hồ, một hình ảnh này còn đang không ngừng diễn ra. Theo Diệp Trần tiếp tục thôi động vòng xoáy bí thuật bản nguyên, Dương Khôi thể nội hỗn độn ý chí mảnh vụn càng thêm sao động, cơ hồ là vừa có một cái bị Diệp Trần thôn phệ, liền lại có một cái bị tháo rời ra, trong hư không lấp lóe ánh sáng nhạt, mãi đến bị Diệp Trần nhất miệng nuốt vào. Đáng giận, tiểu tử này như thế nào khó chơi, căn bản vốn không để ý tới ta châm ngòi. Tại sao sẽ như vậy, ta rõ ràng vận dụng mê hoặc sức mạnh, vì cái gì đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn không phải như thế mới đúng. Liên tiếp châm ngòi sau khi thất bại, Dương Khôi đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn mỗi một câu nói âm, đều ẩn chứa giới ấn mảnh vụn sức mạnh. Chỉ là không biết vì cái gì, những lời này vô dụng. Diệp Trần vẫn như cũ chỉ là như vậy theo dõi hắn, tiếp tục thôi động hấp lực, không ngừng cướp đoạt hỗn độn ý chí mảnh vụn, căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Không đến 10 cái hô hấp, Dương Khôi thể nội 45 mai hỗn độn ý chí mảnh vụn, chỉ còn lại 25 mai. Trái lại Diệp Trần, nhưng là đạt đến 65 mai. Chiến cuộc triệt để thay đổi. Hết tập 260.